Chào mọi người, tôi tên là Ngọc Bích, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi đã ly hôn với chồng và hiện tại tôi ở với con gái bé nhỏ của tôi, sống cùng với bố mẹ đẻ của tôi. Hôm nay tôi kể cho mọi người nghe về câu chuyện thật của cuộc đời tôi và tôi muốn khoe với mọi người là tôi có một người bố vĩ đại. Ông là người đàn ông đã che chở và yêu thương tôi suốt 25 năm qua. Cho tới bây giờ, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn, chưa bao giờ thay đổi. Ông chính là người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng tôi. Và bây giờ, ông lại là người ông ngoại vĩ đại của con gái tôi. Bắt đầu kể từ đâu nhở? À, bắt đầu từ thời tôi chưa lấy chồng đi. Nhưng trước tiên, tôi giới thiệu về bố tôi cho mọi người biết nhé. Bố tôi tên Khang, ông năm nay 50 tuổi, là giáo viên thể dục. Tuy ông đã 50 tuổi, nhưng ông vẫn còn phong độ lắm. Ông là giáo viên thể dục, nên ông rất chăm chỉ tập luyện, nhìn ông cực kỳ phong độ. Chỉ cần bố tôi ăn mặc bảnh bao, vuốt vuốt tóc các kiểu, tôi khẳng định ra đường ông vẫn cua gái tốt. Đấy là tôi chỉ ví dụ thôi, chứ bố tôi mà cua gái về là thì nát xương tan với mẹ tôi ngay. Mẹ tôi tên là Huyền, bà năm nay 48 tuổi. Mẹ tôi là giáo viên môn âm nhạc mỹ thuật. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, nên bố mẹ tôi luôn muốn con cái theo nghề của bố mẹ. Nhưng tôi và anh trai tôi lại không thích nghề cầm phấn cầm thước đó. Anh trai tôi thì học tài chính ngân hàng, xong ra trường không làm đúng nghề, mà anh sang bên anh làm kỹ thuật bên đó. Còn tôi cũng học tài chính ngân hàng giống anh trai. Nhưng khi ra trường, tôi lại làm phiên dịch trong công ty Nhật. Cái nghề không hề liên quan tới những gì tôi theo học. Bố tôi thì không nói gì cả, nhưng mẹ tôi chửi tôi mãi đấy. Thế nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn cứ làm phiên dịch ở công ty Nhật vì tôi thấy công việc thoải mái và hợp với tôi, nên tôi cứ làm thôi. Bố tôi dễ tính bao nhiêu thì mẹ tôi lại khó tính bấy nhiêu. Thời con gái tôi chưa bao giờ được đi chơi tối quá 9 giờ cả. Đấy là bố tôi phải nói đỡ cho tôi chứ, còn mẹ tôi mới cho tôi đi chơi. Và nếu có đi chơi thì 9 giờ tối tôi phải có mặt ở nhà, mà đi chơi cùng đám bạn học 8 giờ chúng nó mới đi. Mà 9 giờ tôi đã phải đi về thì chơi bời với cái gì nữa chứ. Có ai đi chơi mà giống như tôi không? Mới 9 giờ tôi còn chưa nói hết câu chuyện với đám bạn thì mẹ tôi đã gọi điện bắt tôi phải đi về rồi. Không về thì bị mẹ chửi. Mà thì lúc bạn chửi tôi tới thấp, số tôi khổ quá mà. Hôm nào sĩ diện với bạn ở lại tới 10 giờ, lại y rằng phải trèo tường vào nhà. Mà tường rào nhà tôi, bố mẹ tôi sợ trộm nên làm cẩn thận lắm. Trèo lần nào cũng bị rách quần, một tháng mà rách 5 cái quần thì hết quần mặc luôn. Rách quần vẫn chưa xong đâu, vào nhà còn bị mẹ tôi chửi cho một trận. Đấy là may, có bố tôi bênh tôi đấy, không thì mẹ tôi còn đánh cho sấp mặt chứ không đùa được đâu. Mười mấy năm đi học, tiền tôi tiêu vặt hay mua đồ linh tinh, tôi đều xin bố tôi. Chỉ cần nói muốn mua cái này, muốn mua cái kia là bố tôi mua cho ngay. Trong mắt bố tôi thì tôi lúc nào cũng là con gái bé nhỏ của bố. Tôi đã từng ước mình cứ mãi là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên trong vòng tay bố thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng đứa trẻ nào thì cũng phải lớn dần lên, rồi ra trường đi làm, rời xa vòng tay của bố mẹ để xây dựng tổ ấm của mình. Khi tôi làm ở công ty Nhật, thì tôi gặp và yêu nam. Anh ấy quản lý sản xuất. Anh hơn tôi 5 tuổi, người cao ráo và rất đẹp trai. Nam lại rất ga năng nữa, nên công ty bất kể cô gái nào nhìn thấy anh cũng siêu lòng. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng là một trong những cô gái đó. Mới đầu tôi thấy nam có nhiều người thích như thế, nên tôi đang nghĩ là thôi, tôi sẽ bỏ cuộc và quên anh đi. Vì tôi biết bên cạnh anh có nhiều cô gái vây quanh thế kia thì tôi sẽ không có hy vọng. Thế nhưng người nam chọn lại chính là tôi. Ngày nam tỏ tình với tôi đã khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Và tôi đã nhận lời yêu nam từ khi đó. Trong thời gian tôi và nam yêu nhau, tôi luôn bị những cô gái thích nam chọc phá. Họ luôn tìm cách chia rẽ tôi và nam. Họ đặt điều, đổ oan cho tôi để nam hiểu lầm, rồi khiến tôi và nam nhiều lần cãi nhau. Mà lần nào cãi nhau, những cô gái kia lại nhảy vào giữa nhằm chia rẽ chúng tôi. Cứ thấy tôi và nam giận nhau mà không nói chuyện với nhau là ngay lập tức họ nhắn tin cho nam ngay. Họ nhắn tin hỏi thăm động viên các kiểu. Có đứa tâm lý tới mức còn nhắn tin mời nam đi ăn để nam đỡ buồn nữa. Nhưng ngày đó nam vẫn là một người tốt và nam không thèm trả lời tin nhắn của mấy người đó. Lúc đó anh luôn hướng về tôi, nên tôi đã tin tưởng anh và quyết định chọn anh. Sau nửa năm yêu nhau thì tôi dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Khi tôi đã đưa anh về nhà ra mắt là đồng nghĩa với việc tôi đồng ý lấy anh rồi. Thế nhưng mẹ tôi đã phản đối. Bà không muốn tôi lấy nam vì nhà nam nghèo hơn nhà tôi. Bố mẹ anh ấy làm đồng ruộng vất vả quanh năm,
nếu bố mẹ tôi sợ tôi về đó rất vất vả. Mới đầu bố tôi cũng không đồng ý cho tôi quen nam đâu, nhưng vì tôi nhất quyết đòi lấy làm bằng được, nên cuối cùng bố tôi lại ủng hộ tôi và giúp tôi thuyết phục mẹ. Cuối cùng thì mẹ tôi phải chịu thua về độ lì của con gái và tính chiều con của chồng, lại thêm chàng rể khéo mồm biết cách nịnh vợ. Thế là 2 tháng sau đó, tôi và Nam tổ chức hôn lễ trong niềm vui mừng của gia đình, bạn bè và có cả sự ganh ghét của những nữ đồng nghiệp của Nam. Tôi cứ tưởng mình đã gặp và yêu đúng người rồi, nên khi tôi mặc váy cưới sánh bước bên anh, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi nắm tay Nam, người đàn ông đẹp trai tốt bụng mà tôi phải giành giật mãi mới có được đấy. Để có ngày hôm nay, tôi đã phải vượt qua tất cả những cô gái vây xung quanh Nam. Tôi còn phải đấu tranh với mẹ tôi nữa, để lấy được người mình yêu thương, đâu phải dễ đâu. Cứ tưởng gặp đúng người, đúng thời điểm thì mình sẽ hạnh phúc. Thế mà ông thơ bà Nguyệt dẫn lối kiểu gì mà tôi lại quàng ngay vào bụi rậm. Xa vòng tay bố mẹ là cuộc đời bão tố luôn mọi người ạ. Cuộc sống hôn nhân hoàn toàn khác so với những gì tôi từng nghĩ. Lúc chưa cưới tôi nghĩ cuộc sống sau khi cưới của tôi là hàng ngày tôi và chồng sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hai vợ chồng cùng nhau đi làm, chúng tôi cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ rồi sinh những đứa con đáng yêu. Cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của một đứa chưa trải sự đời là tôi thôi. Còn cuộc sống hôn nhân là một chuỗi những ngày khốn khổ mà tôi không thể ngờ được. Tiệc cưới vừa tan, mọi người ra về, tôi vào phòng thay đồ. Vừa mới cởi chiếc váy cô dâu và hoa cài tóc ra, thì chị chồng tôi gõ cửa. Em dâu, em xong chưa? Dạ, chị bảo gì em thế ạ? Chị hỏi em xong chưa, mà còn đi rửa bát đi, nhiều lắm đấy. Vâng, em ra đây ạ. Mới đầu tôi cứ tưởng là chỉ có vài mâm bát thôi. Thế mà khi tôi ra thì đập vào mắt tôi là một đống bát đũa nổi trong chảo bẩn nhiều chất đống luôn. Tôi giật mình. Trời ơi, sao lại nhiều thế này? Sau đó cô Hà, em của bố chồng tôi ra rửa cùng tôi. Cô Hà thở dài rồi nói. Nhiều bát thế này, rửa xong chắc tối luôn. Hôm trước cô đã bảo mẹ cháu thuê 2 người rửa bát, mất hơn 1 triệu thôi mà mẹ cháu tức tiền không thuê. Tôi gật đầu nói. Dạ, nhà cháu thuê 2 người rửa bát nên không phải rửa, đỡ mệt cô ạ. Đúng rồi, bây giờ đám cưới hay đám ma, người ta đều thuê người hết mà. Tôi và cô Hà ngồi rửa bát một lúc mà không thấy vãn cái đống bát bẩn. Cô thở dài rồi nhìn vào trong nhà gọi chị chồng tôi. Con Trang đâu? Ra rửa phụ đi cho nhanh đi. Chị Trang đi ra, chỉ 2 bàn tay ra rồi nói. Cháu mới làm móng mà, rửa bát để băng hết sơn là gì? Đây, tao cho mượn cái găng tay đây, rửa cho nhanh, chứ để 2 cô cháu tao rửa thì tới tối mới xong à? Chị Trang bĩu môi rồi nói. Cháu không rửa đâu. 2 ngày nay, cháu đi đi lại lại phục vụ đám cưới mệt lắm rồi. Giờ cháu không còn sức rửa đâu. Cô bận thì cứ về đi. Việc này là của cô dâu mới mà. Sao việc rửa bát lại là của cô dâu? Cháu nói vô lý vừa thôi chứ. Thì đám cưới nào chả vậy cô? Cô dâu nào không ngồi rửa bát thì ai rửa cho? Thôi, cháu đi ngủ lát đây. Đêm qua cháu không được ngủ mấy rồi. Thế là chị Trang đi vào phòng ngủ luôn. Cô Hà thở dài rồi nói. Tính nó vậy, bảo sao 30 tuổi mà chưa ai thèm lấy. Hay, chán thật. Thôi, cháu cố gắng nhá. Dạ cô. Mà mẹ chồng cháu đâu nhở? Dạ, mẹ cháu ngủ trong phòng cô ạ. Cha mẹ cháu mệt ạ. Trời đất ơi, mẹ chồng cháu như vậy, bảo sao không nói được con gái. Mình không làm gương cho con, thì làm sao mà nói được nó chứ? Tôi im lặng không nói gì, cố rửa cho nhanh xong, để còn tắm giặt nữa. Một lúc sau, cô Hà đứng dậy về trước, vì chồng cô ấy sang đón, nên còn một mình tôi rửa dọn. Thế là phải gần 2 tiếng nữa, tôi mới dọn dẹp xong bãi chiến trường khổng lồ đó. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, tôi mới đi tắm cho nhanh, để còn ra quán gội đầu nữa. Vì tóc tôi, người ta xịt nhiều keo, nên tôi muốn ra quán gội cho sạch. Tắm xong, tôi mới gọi chồng tôi dậy, đưa tôi đi gội đầu. Nhưng anh ngủ say quá, tôi gọi mãi không được, nên tôi tự đi một mình. Tôi vừa dắt xe máy ra, thì mẹ chồng tôi và chị Trang dậy. Chị Trang hỏi tôi, em dâu, em đi đâu thế? Em ra quán gội đầu chị ạ, đầu em ngứa quá. Ở nhà không có nước à, mà phải ra quán gội đầu. Tóc em nhiều keo, nên ra quán gội cho sạch chị ạ. Vẽ chuyện, ở nhà gội phát là xong ngay, còn mẹ đặt ra quán gội đầu. Thế đã nấu cái gì cho cả nhà ăn trưa mà đòi đi? Tôi gãi đầu khó hiểu trước thái độ của chị chồng. Nhà đám thì còn rất nhiều đồ ăn. Muốn ăn gì chỉ cần mang đồ trong tủ ra nấu lại cho nóng là ăn thôi. Có nặng nhọc gì đâu mà chị chồng tôi cứ phải khó chịu với tôi như thế. Tôi bắt đầu có linh cảm cuộc sống của tôi ở đây sẽ không dễ chịu khi có một bà chị chồng nhiều tuổi và khó tính như vậy ở cùng nhà. Tôi cười rồi nhờ chị chồng. Chị nấu giúp em với, đầu em ngứa quá,
nên giờ em đi gội đầu đã chị nhé. Tôi cũng nghĩ chị Trang sẽ đồng ý, ai ngờ chị quát thẳng vào mặt tôi. Em dâu, em sai chị luôn đấy à? Chưa cần tôi phải trả lời, chị Trang đã đi thẳng trong nhà rồi mách mẹ. Mẹ đói rồi đúng không? Nhưng con bảo em dâu nấu thì em dâu không thèm nấu đấy. Mới vừa bước chân về đây mà đã thái độ như vậy rồi, thì về lâu về dài chắc vui lắm mẹ ạ. Mẹ chồng tôi gắt lên. Chơi gì mà nó đã vậy rồi à? Trước mẹ bảo thằng Nam rồi, nhưng nó không nghe mẹ. Bảo nó lấy con Vân bên hàng xóm thì nó không lấy, nó lại thích lấy vợ giàu cơ. Cậy mình con nhà giàu nên kênh kiệu chứ gì. Nói trước mà không nghe, là lấy chồng là phải theo thói nhà chồng, không là 37-21 ngày người ta tống cổ đấy. Trang vào hùa với mẹ. Mẹ nói chuẩn luôn, con rất ngưỡng mộ mẹ đấy ạ. Tất nhiên, ta đẻ ra mày mà. Tôi đứng im ở sân, không biết phải nói như thế nào nữa, thì bố chồng tôi ở trong phòng đi ra nói. Tóc nó vậy thì ra quán gội cho sạch thì làm sao? Hai mẹ con bà vừa phải thôi chứ. Rồi bố chồng tôi ra bảo tôi. Con đi gội đầu đi không muộn, đi đi con. Nhưng con... Con cứ đi đi, để bố nấu đồ ăn cho. Đi đi con. Dạ, con cảm ơn bố. Tôi lên xe đi, vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi và chị Trang nói lẩm bẩm cái gì đó. Nhưng vì đầu tôi quá ngứa nên tôi mặc kệ hết. Thì tôi phải đi gội đầu đã, rồi muốn làm gì thì làm. Chứ đầu ngứa râm ran thế này, ai mà chịu được. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi mới về nhà chồng là như vậy đó. Cách cư xử của mẹ chồng tôi và chị Trang khác hẳn với những lần tôi tới nhà chơi khi chưa cưới. Lúc đó tôi thấy mẹ chồng tôi rất hiền, bà nói chuyện nhẹ nhàng lắm, nhìn vẻ chân quê thật thà. Tôi cứ nghĩ bà sẽ rất tốt với tôi. Ai ngờ đâu mới mở bát họ mà tôi đã bị mẹ chồng và chị chồng chửi như vậy rồi đấy. Vụ này có vẻ hơi căng rồi nhở. Nếu bốc nhầm bát họ này thì cuộc đời tôi sẽ ra sao? Tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Gội đầu xong tôi về thì cả nhà chồng tôi đang ngồi ăn cơm. Chồng tôi gọi, vợ ơi, vào ăn cơm thôi. Thấy trên bàn chưa có bát bố chồng, tôi liền nói, thằng Nam lại lấy bát cho cái Bích đi. Mẹ chồng tôi liền nói, con cứ ngồi đó ăn đi, vợ con nó có chân mà, nó tự lấy được. Chị Trang liền nói tôi, đi gội đầu mà lâu thế, người làm không bực bằng người chờ cơm. Bố chồng tôi bực quá, bồ đũa xuống rồi nói chị Trang, con chỉ biết chỉ trích người khác thôi, sao con không xem lại bản thân mình đi. Tới cơm bố vẫn phải lo cho con ngày ba bữa, bát bố rửa luôn, vậy con làm những việc gì mà con đi chỉ trích người khác như vậy? Mẹ chồng tôi nói xen vào. Thôi đi, công việc mới xong chưa đủ mệt sao? Hai bố con nhà ông suốt ngày nói nhau thế. Con Bích, mau lấy bát ra ngồi ăn cơm đi. Đứng mà nhìn à. Tôi vội đi lấy bát rồi ngồi xuống ăn cơm. Nhưng với không khí căng như dây đàn thế này thì tôi không nuốt nổi miếng cơm nữa. Chồng tôi bảo tôi, bữa ăn tự nhiên nhé, ngại là đói bụng đấy. Bố chồng tôi cũng tươi cười nói, con về đây rồi, làm con của bố mẹ rồi, thì có chuyện gì con cứ góp ý thẳng thắn nhé. Chị Trang bằng mồm bằng miệng, nhưng chị không có ác ý gì đâu, con đừng để bụng nhé. Dạ vâng ạ. Chị Trang thở dài rồi nói, bố lại con sợ con bắt nạt em dâu à? Con lớn rồi, còn bé bỏng nữa đâu mà không biết mấy chuyện đó à? Chồng tôi ngồi an từ nãy giờ mới lên tiếng, bé bỏng lắm, chị mới 30 tuổi thôi chứ mấy. Lo mà lấy chồng đi, không 1-2 năm nữa già xấu, không ai thèm lấy đâu. Thế là chị Trang nổi khùng lên. Chị buông mắt xuống và cứ hằn học nói, em học đâu cái thói đấy hả? Mới cưới vợ về là tính đuổi chị gái đi ngay. Em sợ chị ở đây, chị làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của vợ chồng em đúng không? Chị ở nhà bố mẹ chị, chứ không phải là ở riêng của vợ chồng em nhé. Nếu em muốn thoải mái thì ra ngoài mà sống, hay là sang nhà vợ mà ở rể đi, nhà vợ em giàu thế mà. Nam cao mày lại nói, em nói có thế thôi mà chị cũng khùng lên được à? Đầu óc chị có vấn đề à? Chị không biết đùa à? Bố chồng tôi tức quá, ông đập bàn rầm rầm. Hai đứa có thôi đi không? Tại sao tôi lại có hai đứa con như thế này chứ? Con với chả cái, biết thế này tôi ở vậy tới già còn hơn. Rồi mẹ chồng tôi vùng vằng, ông vừa nói gì? Có phải ông hân hận khi lấy tôi đúng không? Ý của ông là vậy đúng không? Câu chuyện chỉ có mỗi vấn đề đó thôi mà gia đình chồng tôi cũng cãi nhau om sòm hết lên. Bốn người họ cứ nói qua nói lại, còn tôi thì bê bát cơm lên, vừa ăn vừa chú ý quan sát xung quanh. Để lỡ có bát hay đũa bay, hay nửa cơm bay, tôi còn biết hướng mà tránh, không là vỡ đầu ăn như chơi ý, không đùa được đâu. Vừa mới bước chân về nhà chồng, tôi còn lạ lẫm chưa biết gì cả, như một trang giấy trắng. Vậy thế mà, tôi lại chứng kiến cảnh bố mẹ chồng tôi cãi nhau. Rồi chị chồng tôi thì chửi chồng tôi ầm ĩ hết cả lên. Bố chồng tôi ngại nên không muốn cãi nhau với mẹ chồng tôi nữa. Nhưng mẹ chồng tôi thấy bố chồng tôi lún thì bà lại càng lên nước. Bà cầm bát cơm ném vụ qua đầu bố tôi. Chưa dừng lại đâu, mẹ chồng tôi thấy bố tôi né được, bà lại càng tức.
bà bê cả nồi cơm ném tiếp. Tôi biết ngay mà, cãi nhau trên bàn ăn, kiểu gì bát cũng bay. Nếu bát không bay, thì nồi cơm sẽ bay mà. Bố chồng tôi né được, nên nồi cơm bay xuống đất và bán mỗi nơi một thứ. Bà ném không trúng, thế là bà bê cả mâm cơm, hất thẳng về phía bố chồng tôi. Nhưng ông đã nhanh trí ngồi thụp xuống, thế là mâm cơm bay xuống đất, cả nhà nhịn cơm luôn. May tôi ngồi ăn hai bát cơm no bụng, nên tôi thấy vẫn ổn. Sau đó tôi thấy tình hình vẫn căng thẳng, mẹ chồng tôi vẫn liên tiếp chửi bới ầm lên. Tôi liền đi thẳng vào phòng ngồi để tránh bị chửi lây. Tôi phải công nhận, bố chồng tôi mềm tính thật đấy. Mẹ chồng tôi chửi ông như thế, tôi nghe mà rát hết cả tai. Thế mà mặt ông vẫn bình thản như không có chuyện gì. Tôi đi về phòng, chồng tôi cũng chạy theo luôn. Vào trong phòng tôi mới hỏi chồng. Anh ơi, bố mẹ có hay cãi nhau như vậy không ạ? Mỗi tháng khoảng 20 lần thôi vợ. Hả? 20 lần? Sao bố mẹ cãi nhau nhiều vậy anh? Bố hiền, lên mẹ lên nước đấy. Ngày trước anh cũng khuyên mẹ nhiều rồi, nhưng tính mẹ vậy không thay đổi được, nên giờ anh cũng mặc kệ thôi. Bố mẹ như vậy, nhưng mai lại vui vẻ với nhau ngay được, nên em không phải lo đâu. Dạ, tính mẹ kỳ vậy, bố đã nhịn rồi, mà mẹ cứ làm tới. Nhớ bố cùng tính lên, bố đánh thì sao? Anh cũng không biết nữa. Thôi, vợ chồng mình đi ngủ đi. Sáng mai dậy, vợ sẽ thấy bố mẹ vui vẻ với nhau mà. Đi ngủ sớm vậy anh? Không ngủ thì làm gì chứ? Đếm phong bì. Chồng tôi cười tít mắt. Thế cũng được. Hai vợ chồng tôi hì hục bóc phong bì rồi ghi chép vào sổ. Sau đó chúng tôi đếm cả hai vợ chồng cũng được gần 100 triệu, thêm một cây vàng bố mẹ đẻ cho tôi nữa. Đếm tiền xong cũng muộn rồi, nên tôi cất tiền và vàng vào tủ, rồi hai vợ chồng tôi lên giường ôm nhau ngủ. 6 giờ sáng, tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng mẹ chồng tôi ngoài nhà. Tôi liền bật dậy đánh răng rửa mặt, rồi đi ra ngoài, mà mẹ chồng tôi chẹp miệng. Con dâu mới về nhà chồng mà ngủ tới giờ mới dậy. Ở nhà, bố mẹ cô không dặn cô à? Tại con hơi mệt nên ngủ quên ạ. Mai con sẽ dậy sớm ạ. Ừ, tôi dặn đây. Ở nhà tôi không biết, nhưng về nhà tôi rồi, phải là dậy từ 5 giờ sáng. Quét nhà, quét sân, quét cổng, cho gà, cho lợn. Ăn xong rồi nấu canh mì cho cả nhà ăn sáng, rồi muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Rõ chưa? Tôi gãi đầu khẽ nói. Cho gà ăn, cho lợn ăn hả mẹ? Ừ, nay con đi công ty chưa? Con nghỉ hết tuần này, đầu tuần sau vợ chồng con mới đi làm ạ. Thế thì tốt, lát ra đồng cắt dọc khoai với tôi, xong về thái nhỏ hầm cám cho lợn nữa. Ôi trời đất ơi, tôi chưa bao giờ làm những công việc đó luôn. Không biết tôi có làm nổi không nữa. Tôi thấy mẹ chồng tôi đang nấu canh mì trong bếp, tôi mới lại gần và hỏi. Mẹ nấu gì thế ạ? Canh mì, lấy mâm bát ra bàn, chín rồi đấy. Vâng mẹ, tôi lại lấy mâm bát ra, rồi mẹ tôi bê nồi canh ra và nói. Múc đầy 5 bát nhé. Vâng, mẹ cứ để con, mà mẹ cho gà cho lợn ăn chưa ạ? Tôi cho rồi, mai dậy sớm rồi làm đỡ tôi nhé. Dạo này, lưng tôi đau quá. Vâng, mai con sẽ cho gà cho lợn ăn giúp mẹ ạ. Ừ, biết điều thế là tốt. Mẹ ơi con bảo, mẹ đừng xưng tôi với cô, với con như thế. Con nghe xa lạ lắm. Giờ con là con của bố mẹ rồi. Mẹ có thể coi con như con ruột của mẹ không ạ? Mẹ chồng tôi lườm tôi. Cũng dẻo miệng đấy. Thôi được rồi, giờ con múc canh đi, để mẹ lên gọi thằng Nam với con Trang dậy. Dạ mẹ, con yêu mẹ. Lắm chuyện. Mẹ chồng tôi mắng tôi như thế, nhưng tôi thấy bà cười tươi lắm. Như vậy cũng tốt. Tôi muốn mọi người trong gia đình của mình luôn vui vẻ và hòa đồng với nhau. Chứ cứ cãi nhau rồi bát bay, nửa cơm bay như ngày hôm qua thì tôi cũng sợ bạt vía. Ăn sáng xong, chồng tôi phụ bố xuống dọn vườn, chặt cây. Còn chị Trang vì muốn trốn việc nên chị ăn xong là chị đi sang nhà bạn chị chơi ngay. Mẹ chồng tôi chẹp miệng. Nuôi nó lớn bằng từng đó rồi mà chưa bao giờ nó biết làm đỡ bố mẹ nó việc gì cả. Bố chồng tôi thở dài rồi nói mẹ chồng. Là do bà chứ ai. Bà chiều nó như thế thì nó chả hư. Vừa hư vừa lười. Tôi thấy lo cho chồng tương lai của nó quá. Lấy nó về chắc phải hầu nó cả đời. Ông thì kém gì. Hai bố con ở nhà nhưng chả bao giờ ông bắt nó nấu cơm. Có nhà ai như nhà ông không. Con gái nằm chơi game, bố thì nấu cơm dưới bếp, chó chơi mèo lắm lông à. Con hư tại mẹ, không sai tí nào cả. Thôi chết rồi. Bố mẹ chồng tôi lại bắt đầu cãi nhau rồi. Tôi liền ra kéo tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ con mình ra đồng cắt rau về cho lợn đi mẹ. Nhanh lên, không lát nắng là mệt đó mẹ. Thế là mẹ tôi mới không nói qua nói lại với bố chồng tôi nữa. Bà cầm con dao nhỏ đưa tôi. Này, con cầm lấy dao đi, để mẹ dắt xe đạp ra. Đi xe đạp à mẹ, thế có đi xe máy được không ạ? Con không biết đi xe đạp. Đường đồng khó đi đấy, đi xe máy nhỡ ngã thì sao? Mẹ yên tâm đi, vậy con đi xe máy nhá. Ừ, thế cũng được. Mẹ đi xe đạp, con đi xe máy. Hôm nay cắt nhiều nhiều vào, để mai đỡ phải đi cắt con ạ.
Thế là mẹ chồng tôi đạp xe đạp dẫn đường, còn tôi thì đi xe máy theo sau. Đi trên đường đồng, gặp ai người ta cũng hỏi: "Con dâu bà Hồng đấy à? Con bé đẹp gái thế." Mẹ chồng tôi sướng phỏng mũi lên: "Phải đẹp thì mới xứng với thằng Nam nhà tôi chứ bà." "Thế hai mẹ con bà đi đâu đấy?" "Mẹ con tôi xuống đồng cắt giỏ khoai về nấu cám cho lợn." "Trời ơi, nó mới về mà bà bắt nó ra đồng thế hả bà? Đi cái xe ga to thế kia, xuống đồng hỏng hết xe của nó à?" "Kệ chứ, giờ làm con của tôi thì phải xuống đồng với tôi chứ. Nhất bà rồi, có cô con dâu, vừa đẹp gái lại vừa nhiều tiền. Sau này, bà tha hồ hưởng phúc rồi." Thấy ai gặp cũng khen con dâu, nên mẹ chồng tôi vui lắm. Bà cứ cười tít mắt. "Mà người ta nói đúng mà, nhiều tiền thì tôi không nói, nhưng tôi là một người sống tình cảm, hết lòng vì gia đình. Nếu bố mẹ chồng tôi tốt với tôi, thì chắc chắn tôi sẽ tốt lại với họ 10. Bởi tôi biết rõ tính tôi là vậy mà." Mọi người cứ rôm rả bắt chuyện, tôi thấy rất vui vì mọi người ở đây ai cũng dễ gần như vậy cả. Hai mẹ con tôi đã xuống tới ruộng, bà chỉ tôi: "Đấy, giờ con cắt những bụi khoai này nhá, sau đó lấy dây bó lại, giờ mẹ sang lối bên kia cắt nhá." "Dạ, cắt cụt hết luôn à mẹ?" "Ừ, khoai này tự mọc đầy ven ruộng này, con cắt đi, cắt xong ra ven bờ mương kia cắt tiếp nhá." "Vâng, con biết rồi ạ." Nhìn những bụi khoai mọc tùm lum cả ven bờ mương, cả trên ruộng, tôi lẩm bẩm: "Nhiều thật đấy, sao khoai này mọc tràn lan từ trong ruộng ra ngoài mương thế nhỉ?" Tôi cắt được hai bụi, nhưng cắt ở ngoài bờ mương, tôi sợ ngã nên tôi nghĩ: "Trong ruộng nhiều thế kia mà lại khô ráo không ướt chân, mình ra đó cắt còn hơn, ở ngoài bờ mương này cắt nhỡ ngã xuống mương thì chết." Thế là tôi đi vào ruộng khoai và cắt cụt lần lượt từng bụi khoai một. Cắt trong ruộng vừa nhanh vừa dễ nên chỉ mất 30 phút là tôi đã cắt và buộc được hai bó khoai to. Tôi chẹp miệng: "Đã xong, chuyện nhỏ như con thỏ." Tôi bê hai bó khoai để đằng trước, vì xe tôi đi xe SH nên đằng trước để thoải mái. Sau đó tôi nhìn xem mẹ chồng tôi đang ở đâu, thì tôi thấy bà đang lúi húi cắt những cây khoai bé tí mọc ngoài bờ mương. "Mẹ ơi, mẹ cắt xong chưa ạ?" "Chưa, chờ mẹ tí, con cắt được nhiều chưa?" "Con cắt được hai bó to rồi ạ." Trong lúc ngồi chờ, mẹ chồng tôi còn gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi, và tôi khoe với ông bà là tôi đi ra đồng với mẹ chồng tôi nữa. Tôi ngồi buôn chuyện với bố mẹ tôi một lúc thì mẹ chồng tôi cắt xong. Bà bê khề nệ ra chẳng lên xe đạp: "Con cắt nhanh thế, nhanh nhẹn phết nhở." "Mẹ cứ coi thường con không biết làm nên mẹ cứ dạy con rồi con làm đỡ cho hạ." Mẹ chồng tôi gật gù: "Ừ, mẹ biết rồi, giờ mẹ con mình về đi." Sau đó mẹ chồng tôi nhìn sang ruộng khoai, bà giật mình rồi bà nhìn tôi hỏi: "Sao? Sao khoai trong ruộng nhà mình lại cụt hết thế này nhở? Cả khoai hai bên ruộng bác Vinh nữa, sao lại cụt hết thế này?" "Dạ, con vừa cắt đó mẹ, cứ bụi to là con cắt ạ. Mẹ thấy con nhanh nhẹn chưa?" Mặt mẹ chồng tôi tái dần, bà lắp bắp: Ruộng khoai người ta trồng đấy." Mẹ chồng tôi đang nói thì tiếng bác Vinh ở bên kia vọng sang: "Hai mẹ con bà Hồng đi cắt rau khoai đấy à?" Mẹ chồng tôi vội nói: "Bích ơi, chuồn thôi con." Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ chồng: "Sao thế mẹ ơi?" "Con cắt hết khoai sọ nhà bác Vinh rồi đấy, không chuồn nhanh, bác ấy sang, bác ấy chửi chết bây giờ." Thế là hai mẹ con tôi vội vàng lên xe và chuồn thật nhanh. Mẹ tôi chở bằng xe đạp nên vất vả. Tôi đi phía sau, nhìn mẹ chồng cong mông lên đạp xe mà tôi không nhịn được cười. Tôi cứ cười khúc khích phía sau, còn mẹ chồng tôi thì đạp xe đằng trước, bà vừa đi vừa lẩm bẩm chửi: "Con với chả cái, bảo một đằng, nó lại quẳng một nẻo. Bảo nó cắt rau khoai, mọc ngoài bờ mương, thì nó lại phi ngay vào ruộng khoai người ta trồng cắt. Phát này, người ta biết, người ta chửi cho thì nhục cái mặt, trời đất ơi là trời." Tôi ở phía sau lái xe máy nên nghe không rõ, cứ nghe câu được câu chăng, nên tôi hỏi mẹ: "Mẹ bảo con cái gì cơ?" "Bảo cái đầu mày, mày cắt hết cả khoai nhà người ta rồi đấy Bích ạ." "Mẹ bảo cái gì cơ, con nghe không rõ." "Mẹ cha mày, con với chả cái, chả biết cái gì cả." "Thì tại con tưởng mà nhìn giống nhau mà mẹ." "Giống cái gì mà giống, khoai nhà người ta trồng, giọng nó màu tím hơn. Người ta trồng từng bụi, người ta vun đốc vòng hoàng thế mà cứ xông vào cắt. Giờ thì đẹp mặt rồi, người ta chửi sấp mặt đấy." Xong đang đi, tự dưng mẹ chồng tôi dừng lại để bà xuống ruộng nhà người ta xin nắm rau muống. Thế là tôi tù tù lao thẳng vào xe đạp của bà, khiến cả xe khoai của bà rơi xuống mương. May sao, tôi và xe máy vẫn ở trên bờ. Mẹ chồng tôi đang hái rau muống, bà ngẩng lên thấy vậy thấy thế, bà lại tiếp tục chửi tôi một trận nữa. Rồi hai mẹ con phải lội xuống mương để lôi xe đạp và hai bó rau khoai lên bờ, mệt hết cả hơi luôn. Mẹ chồng tôi kỳ thật, lúc đi thì cười khen nôi thế nọ thế kia. Còn lúc về thì bà chửi tôi từ dưới đồng chửi về tới nhà luôn, người gì mà kỳ cục. Hai mẹ con tôi về tới sân, bố chồng tôi đi ra, ông vội hỏi: "Sao hai mẹ con lấm lem bù đất thế này? Bị ngã xuống mương à?"
Mẹ chồng tôi lầu bầu nói. Nó đi xe máy, nó đâm vào xe đạp của tôi, làm xe của tôi đổ xuống mương đấy. Thế à? Thôi, con nó không may thôi mà, có gì đâu mà bà xị cái mặt thế. Chưa hết đâu, nó cắt cụt hết khoai nhà ông Vinh, bạn của ông rồi. Ông Liệu mà nói khéo với ông Vinh nhá, là tôi không biết đâu đấy. Bố chồng tôi gãi đầu rồi nói. Thôi, bà lỡ rồi, giờ con đi tắm giặt đi, để bố sang nhà bác Vinh xin lỗi bác ấy một câu. Chắc bác ấy không giận đâu, không biết là không có tội mà. Tôi thấy ngại quá mọi người ạ, mới về nhà chồng mà đã vướng phải những chuyện không vui vẻ như vậy rồi. Tôi thở dài và tự hứa với bản thân, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Từ khi có tôi về, nhà chồng tôi náo nhiệt hẳn. Bố chồng tôi thì dễ tính, mẹ chồng tôi thì bà thẳng tính, hay chửi, nhưng được cái là bà không để bụng ai chuyện gì cả. Chồng tôi thì lại càng dễ tính, chỉ có chồng tôi là lúc nào chị ấy cũng khó chịu với tôi. Chị ấy luôn tìm cách để chỉ trích tôi, mặc dù tôi không làm gì sai cả. Nhưng tôi không để bụng đâu, tôi sẽ cố gắng hòa thuận với chị ấy để hai chị em vui vẻ với nhau. Tôi đặt báo thức 5 giờ sáng, tôi dậy để giúp mẹ chồng tôi cho gà và cho lợn ăn như lời tôi đã hứa trước đó. Đánh răng rửa mặt xong, tôi chạy ra ngoài. Mẹ ơi, con dậy rồi ạ. Dậy sớm thế à? Con dậy để giúp mẹ cho gà, cho lợn ăn ạ. Ừ, thế ra đây mẹ chỉ cho. Tôi theo mẹ vào bếp, nhà chồng tôi vẫn dùng bếp củi để hầm thóc và hầm cám cho lợn. Mẹ tôi mở vung nồi thóc ra và nói. Giờ con lấy thóc ra thau, rồi trộn bới cám cho gà ăn nhé. Cho gà ăn, xong rồi mới lớ cho lợn ăn. Vâng ạ, con hiểu rồi ạ. Mẹ chồng tôi dặn, chỗ thóc này chia đôi ra, sáng một nửa, chiều một nửa nhé. Cám lợn cũng chia đều hai bữa nhé. Thế tối nào mẹ cũng phải hầm thóc với hầm cám à? Ừ, thế cho đỡ tiền cám, chứ ăn cám không thì tốn lắm, chăn nuôi có lời lãi bao nhiêu đâu. Thế này thì mẹ vất vả quá, thì mẹ tranh thủ kiếm thêm một ít. Ngày xưa, mẹ nuôi thằng Nam ăn học là nhờ mấy đàn lợn này đấy. Cứ mỗi lần bán lợn là thằng Nam lại xin tiền đóng học phí đấy. Dạ, mẹ giỏi quá, sau này vợ chồng con sẽ chăm sóc mẹ suốt đời ạ. Mẹ chồng tôi quay lại nhìn tôi rồi hỏi. Con nói thật lòng chứ? Con thề đấy, bố mẹ thương con như thế thì vợ chồng con sẽ thương bố mẹ. Thôi, con bê thóc cho gà ăn đây ạ. Bà Hồng mỉm cười. Kể ra thì nó cũng ngoan và biết nghe lời mình lắm. Không như con Trang, 30 tuổi đầu rồi mà bố mẹ vẫn phải hầu thêm. Ở nhà chồng tôi mới có 3 ngày thôi, nhưng tôi thấy rất vui. Tuy là có vất vả, nhưng tôi không thấy mệt đâu. Tôi rất hào hứng làm việc là khác. Tôi đã biết cho gà ăn, cho lợn ăn phụ mẹ chồng tôi rồi đấy. Rồi trưa, tôi thấy mẹ chồng tôi cắm vòi nước tắm cho lợn, tôi cũng sắn quần áo rồi ra phụ mẹ chồng. Thấy tôi nhanh nhẹn, lại ngoan nữa, nên mẹ chồng tôi lại thấy thương tôi. Chỉ còn việc hầm cám hầm thóc là tôi chưa học làm thôi. Mai kia, tôi sẽ nhìn mẹ chồng tôi làm, rồi tôi sẽ làm giúp bà hết. Hết một tuần nghỉ ở nhà, tôi và chồng tôi bắt đầu đi làm lại. Tuy đi làm công ty rồi, nhưng tôi vẫn tranh thủ dậy sớm cho gà, cho lợn ăn, rồi quét dọn nhà cửa xong xuôi, tôi mới đi làm. Trở về, tôi còn tranh thủ đi cắt rau phụ mẹ chồng tôi nữa. Tôi cũng tự cảm thấy là từ khi lấy chồng, tôi chịu khó và ngoan một cách lạ thường. Càng ngày, bố mẹ chồng tôi lại càng thương tôi nhiều hơn. Cũng chính vì thấy bố mẹ thương em dâu mà chị Trang lại càng khó chịu. Chị liên tục tìm cớ để gây sự với tôi. Hôm nay chủ nhật, nhà tôi có dỗ, ăn uống xong, các bác về hết, một mình tôi ngồi rửa bát ở sân giếng, mẹ chồng tôi gọi chị Trang. Trang ơi, con ra rửa bát với em cho nhanh đi. Con đang chơi rửa ván. Mẹ chồng tôi bực quá, bà đi vào quát chị Trang. Suốt ngày chơi game, mày chơi game, mày có kiếm được tiền không? Mà suốt ngày mày chơi thế hả? Chơi tới lúc con kiếm tiền đâu mẹ ạ, mẹ cứ chờ con đi. Tao nuôi mày 30 năm nay rồi đấy, mày lớn rồi, mày phải biết suy nghĩ chứ. Sao lúc nào cũng để người khác phải nói thế hả? Chị Trang chơi thua bán, chị vùng vàng nói. Có mấy cái bát thôi mà mẹ cũng phải bắt con ra rửa cùng nó. Mẹ sợ con dâu yêu quý của mẹ mệt à? Nằm mầm bát mà mày bảo mấy cái, đi ra rửa nhanh lên. Chị Trang vùng vàng đứng dậy. Có con dâu cái là con gái ra rửa ngay. Sau này ốm đau thì đừng gọi con nhé. Gọi con dâu nó ra chăm cho. Tất nhiên là tao gọi con dâu tao rồi, chứ tao hy vọng gì ở mày. Lưỡi chảy rát ra, nói thì chưa xong thì đã cãi xong rồi, nhớ vả được cái gì mày. Tôi đang ngồi rửa bát thì chị Trang vùng vàng đi ra. Chị hậm hực nói, ngồi tránh ra bên kia để tao rửa cùng. Tôi biết chị Trang vừa mới cãi nhau với mẹ chồng tôi, nên tôi ngồi sang bên cạnh và không nói gì cả. Chị Trang ngồi rửa, còn tôi tráng nước. Chị ấy vừa rửa vừa lẩm bẩm, bênh bênh bênh, rửa hở ra là bênh con dâu, để xem sau này đứa nào nó hầu hạ. Tôi ngồi rửa và coi như không nghe thấy gì, vì tôi không muốn cãi nhau với chị ấy nữa. Thế nhưng chị Trang thấy tôi không nói gì, chị ấy lại càng làm tới. Chị rửa cái đĩa xong, chị quăng thẳng cái đĩa vào chậu nước.
khiến nó bắn tung tóe. Tôi bị ướt mặt và áo. Lần đầu tiên tôi đã nhịn nên không nói gì. Sau đó chị Trang lại tiếp tục quăng bát khiến nước bắn cả lên đầu tôi. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói, chị quăng nhẹ thôi, không ướt hết em rồi. Thế là chị Trang vùng vàng nói, tao quăng bát vào chậu nước chứ tao quăng vào mặt mày đâu mà mày ý kiến thì hả? Chị nhẹ thôi, không ướt hết em rồi đây này. Kệ mày. Câu nói đó của chị Trang khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi mới cãi lại, sao chị lại nói em thế? Nếu chị không bằng lòng thì chị đi vào đi, để em rửa một mình cũng được. Chú chị vừa rửa vừa khó chịu như vậy là ảnh hưởng tới em đấy chị. Chị Trang quát thẳng vào mặt tôi, mày nghĩ tao thích rửa bát với mày lắm à? Nếu mẹ không bắt tao ra đây thì tao không hư đâu mà ra rửa bát cùng mày đâu nhá. Chị đi vào đi, em tự rửa được. À con này mày giỏi, mày đang đuổi tao đấy à? Em bảo chị vào nhà chứ em không có đuổi chị. Được, mày đã xin việc thì tao để mày làm tất. Lát mẹ có nói gì thì mày nhớ mở cái mồm ra mày nói nhá. Tôi thở dài rồi rửa bát tiếp. Chị Trang rửa tay rồi đứng dậy để đi vào nhà. Thì sân giếng trơn, cộng thêm đôi dép cũ mòn, hết ma sát của chị ấy. Thế là chị trượt chân ngã đầm một cái, đầu đập vào chậu nước ngay trước mặt tôi. Trời ơi, nghiệp quật luôn vậy hả? Tôi vội đỡ chị Trang dậy. Chị ơi, chị có sao không ạ? Vỡ đầu tao rồi ý, sao với Trang cái gì? Em đỡ chị vào nhà nhá. Thôi, tao tự đi được, mẹ kiếp, đau thế. Chắc tại dép của chị mòn hết nên trơn trượt đấy chị. Chị mua dép mới đi ạ. Chị Trang không nói gì, chỉ nhăn nhó rồi đi vào nhà. Thế rồi, những ngày sau đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi khi tôi mang thai. Khi tôi thông báo có thai, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của tôi vui mừng lắm. Nhưng khi tôi đi khám bác sĩ nói sức khỏe của tôi không được tốt, và bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Thế là chồng tôi bắt tôi phải nghỉ việc ở nhà. Tôi không muốn nghỉ việc thì anh tìm đủ mọi lý do để tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai. Anh nói một mình anh đi làm cũng đủ nuôi vợ nuôi con rồi, nên trong 2 năm tới tôi không cần phải đi làm. Anh còn tính trước là khi nào con tôi được 2 tuổi rồi cai sữa xong rồi tôi hãy đi làm. Anh còn nói hãy vì con vì cái chứ đi làm sớm quá con còn nhỏ lại khổ thân con. Anh nói thì hay lắm nhưng anh lại không làm được như lời anh hứa, và đó là một câu chuyện buồn. Lúc mới nghỉ công ty tôi cũng không suy nghĩ đắn đo gì cả. Lúc đó tôi từng nghĩ tôi nghỉ ở nhà đã có chồng tôi nuôi tôi, có bố mẹ đẻ tôi hỗ trợ, cộng thêm gần 100 triệu tiền mặt với một cây vàng trong tủ thì cuộc sống của tôi sẽ ổn hơn và không có gì đáng ngại cả, nên tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Thế nhưng cuộc đời lại không như những gì tôi từng nghĩ. Tôi nghèo lắm, cứ ăn gì là nôn ra cái đấy, mà người tôi lúc nào cũng thấy mệt mỏi khó chịu, nên tôi xin phép bố mẹ chồng cho tôi về bên nhà để chơi nửa tháng. Mẹ chồng tôi đồng ý vì con đầu cháu sớm nên ông bà mong lắm. Bố tôi sang đón tôi về nhà. Về nhà với bố mẹ tôi thấy rất thoải mái vì không phải cãi nhau với chị chồng nữa. Ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất mà. Tôi còn không phải mó tay vào làm việc gì cả. Một tay bố tôi làm hết. Bà Hồng vừa lau nhà vừa gọi Trang. Trang ơi, Trang. Mẹ gọi con gì đấy? Con lau nốt hộ mẹ với. Tự dưng mẹ đau lưng quá. Trang thở dài nhăn nhó. Già rồi còn cố cơ. Bảo con bích ở nhà nó làm cho thì không bảo, để nó tưỡn về nhà đẻ nó làm gì không biết. Cái bích nó đang mang thai đấy con. Con không thương nó thì thôi, lại còn tị với nó thế. Trang bĩu dài cái môi. Mẹ làm như chỉ có mình nó biết chửa đẻ thôi ý. Người ta chửa ầm ầm kia, có sao đâu. Đây thì mới chửa đã lên nước rồi. Dù sao nó cũng hơn con. Con xem lại bản thân đi, 30 tuổi rồi mà không có một nổi mối tình vắt vai, con không thấy xấu hổ à? Trang thấy bố mẹ thiên vị em dâu và thường xuyên đem cô ra so sánh với em dâu, nên Trang rất khó chịu. Suốt ngày bố mẹ cô hỏi cô bao giờ thì dẫn bạn trai về, bao giờ thì cô mới lấy chồng. Ở nhà bố mẹ đã nói nhiều, làm cô khó chịu rồi. Đã thế mấy bà hàng xóm cũng lắm chuyện nữa. Mấy bà có nhìn thấy cô đâu là mấy người lại hỏi những câu mà cô không muốn trả lời. Trang 30 tuổi rồi nhỉ? Trang bao giờ mới lấy chồng hả cháu? Chả bao giờ thấy Trang dẫn bạn trai về. Không lẽ không có ai yêu Trang à? Lấy chồng đi cháu ạ. Lấy muộn quá nhiều tuổi khó sinh con lắm. Rồi có nhiều người lại lỡ mồm nói thẳng. Chắc lười quá nên không ai dám lấy đây mà. Mình ở bên nhà mình mà mình còn nghe thấy nó cãi bố mẹ nó ghê như thế. Xong thấy nó chửi là nó lười quá, không bao giờ làm việc nhà nữa. Trang tức sôi máu lên, Trang chửi luôn cả mấy bà hàng xóm. Thế là từ đó mấy bà hàng xóm với nhà Trang là không ai nói chuyện với ai nữa. Sau vụ chửi nhau mười mấy bà hàng xóm thì Trang lại bị bố mẹ chửi vì Trang hỗn láo với những người nhiều tuổi hơn mình. Bố mẹ cô nói cảm thấy xấu hổ với mọi người có một đứa con xuất sục như Trang. Bị bố mẹ chửi Trang rồi Trang lại dỗi không ăn cơm,
cô bỏ về phòng và nghĩ, bố mẹ không thông minh nữa rồi. Giờ con Bích mới có thai, mà bố mẹ đã như vậy rồi, thì đến nữa nó đẻ con ra, chồng bà lại càng quý nó hơn mình. Chán nản thật, hay là mình ra thuê trọ ở mình, không ở cùng với bố mẹ nữa nhở? Nhưng mà mấy năm nay, mình có đi làm gì đâu. Giờ ra thuê trọ phải có tiền thuê nhà, rồi tiền ăn, tiền mua đồ dùng nữa chứ, mà mình lại không có tiền. Trang nằm nghĩ mãi, rồi Trang chợt nghĩ ra. Hay là mình không có tiền, thì mình đi lấy trộm. Ngày hôm sau, bố mẹ Trang đi làm đồng, Nam thì đi làm công ty, nên Trang ở nhà tính trộm tiền. Trang vào phòng em trai và em dâu, tìm kiếm. Trang mở tủ quần áo của em, thấy lọ nước hoa xịn sò của em dâu. Trang lấy ra xịt thử, thấy thơm quá, Trang hách luôn. Cả son, cả mỹ phẩm, kem chống nắng. Vì từ khi có thai, em dâu của Trang không dùng mỹ phẩm nữa, nên không mang theo sang nhà ngoại. Trang cho hết vào một cái túi. Giờ thì chúng nó là của mình. Trang nhìn ngăn tủ khóa rồi nghĩ, tủ này khóa chặt, chắc chắn là tiền chúng nó để trong đó rồi. Trang bắt đầu mở ngăn kéo tìm khóa, tìm được chìa khóa. Trang mở tủ ra, cô reo lên sung sướng khi nhìn thấy rất nhiều tiền và vàng trong tủ. Trang lấy hết tiền và vàng cho vào túi và khóa tủ lại. Sau đó cô ném chìa khóa tủ xuống ao luôn. Tối Nam về, nhưng Nam ăn cơm xong lại sang nhà vợ luôn, nên anh không hề hay biết mình đã mất tiền và vàng. Tối hôm đó ăn cơm xong, nhưng Trang không rửa bát, cô cứ ngồi chơi điện thoại. Bà Hồng thấy thế mới mắng Trang. Trang, ăn xong không rửa bát đi. Mẹ rửa đi, con đang rửa bát. Tao đập nát điện thoại bây giờ, không chịu làm gì, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Vô tích sự. Mẹ vừa nói cái gì cơ? Tao bảo mày là đồ vô tích sự. 30 tuổi đầu rồi, nhưng mày đã làm được việc gì cho bố mẹ mày chưa hả? Mẹ bảo con vô tích sự đúng không? Mẹ con sẽ không ở cái nhà này nữa, con sẽ đi. Trong lúc tức giận, bà Hồng đuổi Trang. Mày đi đi, có giỏi thì đừng có vác mặt về đây nữa. Tao không có đứa con láo toét như mày đâu. Mày đi đi. Mẹ được lắm, vậy con sẽ đi khỏi đây cho mẹ vừa lòng. Thế là Trang nhân cơ hội cãi nhau với mẹ. Cô ôm tiền với vàng của em trai và em dâu chuyển thẳng. Mới đầu, Trang tính ra thuê trọ ở trên thị trấn cũng không xa lắm. Nhưng sau đó cô lại gọi điện cho bạn cô ở trong Bình Dương. Thế là bạn cô rủ cô vào đó. Ngay lập tức, Trang đặt vé và bay thẳng vào trong Bình Dương với bạn. Cô còn không thèm gọi điện về, là bố mẹ cô ở nhà, tìm cô hết cả hơi luôn. Hai ngày sau đó, cô mới gọi điện về cho mẹ cô. Bà thông báo là cô vào Bình Dương làm việc, tới Tết mới về. Nói xong, cô tắt máy luôn, khiến bà Hồng tủi thân ngồi khóc với chồng. Bà sao thế? Có tên của nó rồi mà. Nó vào đó làm việc với bạn nó mà. Không phải tôi khóc vì nó đi làm xa đâu ạ. Tôi khóc vì tôi thấy buồn lòng thôi. Chúng ta nuôi nó lớn bằng từng này đấy. Vậy mà nó bỏ đi, nó không thèm nói một câu. Đến bao giờ nó mới biết suy nghĩ hả ông? Chắc lần này ra xã hội kiếm tiền vất vả, nó mới biết thương bố mẹ nó. Thôi, bà đừng buồn nữa, tôi đi nấu cơm cho bà ăn nhé. Vâng, tôi biết rồi. Tôi ở nhà dưỡng thai, nên chồng tôi đi làm một mình. Và đương nhiên là anh vào tầm ngắm của mấy chị gái ngày trước ve vãn anh, nhưng không thành. Rồi đây, anh đi làm một mình, mấy chị ấy lại bắt đầu tính chọc phá vợ chồng chúng tôi. Nam đang ngồi ăn xôi trong phòng làm việc, thì chị Mai tới, thấy Nam ngồi một mình, là chị Mai sán lại gần ngay. Anh Nam tới rồi à? Ừ, Nam cũng mới tới thôi. Mai ăn sáng chưa? Ăn xôi với mình nhá. Mai lại gần, nhìn hộp xôi của Nam, bĩu môi. Vợ đâu sao không nấu đồ ăn sáng cho Nam, mà Nam phải ăn xôi thế này, nóng cổ chết à? Nam thấy bình thường mà, Nam thích ăn xôi. Ăn xôi khô khát nước lắm, buổi sáng nên ăn cháo hoặc bún phở thì mới tốt cho dạ dày đó Nam. Thế à, Nam cũng không để ý những chuyện đó. Đáng lẽ vợ Nam phải để ý những chuyện này chứ. Vợ Nam đang ở bên nhà ngoại, cô ấy đang có thai nên sức khỏe không được tốt. Với lại Nam ăn gì cũng được, bữa sáng Nam không quan trọng lắm đâu. Ơ, thế vợ Nam đang mang thai à? Ừ, cô ấy nghén nên mệt lắm. Thế à, thế chúc mừng Nam nhé, Nam sắp lên trước bố rồi đấy. Cảm ơn Mai nhé. Mai đi về chỗ ngồi, cô liếc mắt nhìn Nam rồi nghĩ, vợ không có nhà, Nam đang bị bỏ đói sao? Rồi Mai ngồi nhớ lại chuyện cũ. Ngày đó, Nam từ chối tình cảm của mình để chạy theo con Bích. Rõ ràng là mình và Nam biết trước nhau. Thế nhưng, Nam lại không thích mình. Cậu ấy lại thích một đứa mới vào, là con Bích đáng ghét đó. Hôm mình tỏ tình với Nam, mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ và tốn khá nhiều tiền công sức. Thế nhưng, Nam lại phũ phàng từ chối mình. Rồi con Bích nghỉ việc rồi, lại đang thai nghén. Nó đang mệt mỏi không để ý tới chồng nó đâu. Mình có lên xem vào giữa nó và Nam không nhở? Mai cứ ngồi mải mê suy nghĩ, tới khi giám đốc vào gọi mà Mai còn không biết, Nam mới gọi Mai. Mai ơi, Mai. Mai giật mình. Ơi, tớ đây. Giám đốc gọi cậu mang tài liệu sang phòng giám đốc đấy. À, tớ mang đây.
Tới chiều tan, Mai rủ Nam. Này, trà đá không Nam? Trà đá à? Ừ, chỗ cũ nhá. Lâu rồi mình không đi trà đá cùng nhau rồi Nam nhở? Nam gật gù. Ừ, vậy mình đi thôi, tớ đang thèm trà đá đây. Mai và Nam đi ra quán trà đá ở bờ sông. Ngày trước chưa lấy vợ, thi thoảng Nam và Mai cùng mấy người làm cùng công ty vẫn thường ra đây ngồi uống trà đá và chém gió với nhau. Nhưng giờ mấy người đã nghỉ việc, Nam cũng lấy vợ nên mọi người không ra đây nữa. Vừa thấy Nam và Mai ra, bà Bán liền trách móc. Mấy đứa bận gì? Sao lâu rồi không ra đây với bà thế? Mai liền nói. Dạ, chúng cháu cũng bận bà ạ. Dạo này bà có khỏe không ạ? Bà khỏe lắm, ngày nào cũng bán nước không nghỉ ngày nào nhá. Dạ, bà khỏe, lại chúng cháu vui rồi ạ. Ờ, thế hai đứa cưới rồi phải không? Câu hỏi của bà bán nước khiến Nam giật mình tí thì sặc nước. Không, không phải bà ơi. Bà tưởng hai đứa yêu nhau mà, thế không phải à? Mai thở dài buồn bã nói. Anh ấy lấy vợ rồi bà. Bà đừng nhắc tới nỗi đau của cháu nữa, cháu vẫn còn đau lòng lắm bà. Bà xin lỗi, tại bà nhìn hai đứa có duyên với nhau nên bà tưởng, nếu không phải thì hai đứa cho bà xin lỗi nhé. Mai xị cái mặt xuống, cô cố căng mắt ra để nặn ra hai giọt nước mắt. Nam thấy vậy, anh lại thấy áy náy, bà không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mai gian xảo lắm, cô cố ý rủ Nam tới đây để nhắc lại cho Nam nhớ những ngày cô và Nam ngồi uống nước và trêu đùa nhau ở đây. Mai cố tình tỏ vẻ cô là kẻ đáng thương cho mắt Nam để anh ấy động lòng. Mà dù Mai chưa quên được, Nam trong lòng cô vẫn thích Nam, nhưng khi Nam đã lấy người khác rồi, bây giờ cô có xen vào thì cũng chỉ là vì cô muốn trả thù Nam cho bõ tức thôi, chứ để giành giật Nam làm chồng cô thì cô lại không muốn vậy nữa. Đơn giản vì cô muốn Nam không được hạnh phúc, cả đời anh sẽ không thể quên được cô. Như vậy cô mới thấy hả lòng hả dạ được. Mai ngồi cạnh Nam, cô đặt tay lên đùi anh và hỏi. Nam còn nhớ quán ngô nướng kia không? Ngày đó có người ham ăn ngô nướng nên bị than bắn vào quần, cháy cả quần đấy. Nam gãi đầu ngại ngại. Mai vẫn nhớ à? Hôm đó về đùi Nam còn bị bỏng rộp lên ý. Rõ khổ. Mai xoa đùi, ánh mắt nhìn thật tình cảm. Hình như là chỗ này đúng không? Thế có bị sẹo không? Có, một vết sẹo như hạt ngô luôn. Buồn cười quá, nghiệp quật đấy Nam ạ. Mai lại còn cười Nam nữa à? Mai không thương Nam hả? Mai dựa đầu vào vai Nam rồi nói. Có mà, Mai thương Nam, cả đời vẫn thương, dù thế nào thì Mai vẫn thương. Câu nói để ẩn ý của Mai khiến Nam ngại, bà bán nước liền nói. Đấy, bà nói rồi, nhìn hai đứa có duyên với nhau lắm, có duyên với nhau, chắc chắn sẽ quay về với nhau thôi. Nam liền nói luôn. Bà đừng nói thế, cháu và Mai sẽ là luôn là bạn tốt với nhau thôi bà. Bạn tốt cả đời ạ. Mai muốn lấy lòng Nam, nên cô nói. Dạ, Nam nói đúng đó bà, cả đời này cháu sẽ là bạn tốt của Nam bà ạ. Là bạn với Nam là cháu thấy vui và hạnh phúc rồi. Bà ơi, cháu không còn gì thêm đâu ạ. Mai nói như thế, nhưng trong lòng cô lại nghĩ khác. Cô đang thầm nghĩ. Rồi sẽ có ngày, Nam tới tìm mình và nói yêu mình cần mình thôi. Ngày đó sẽ không xa đâu Nam ạ. Tôi dự tính ở bên nhà mẹ nửa tháng, nhưng tôi lại bị đau bụng. Thế nên tôi lại ở thêm nửa tháng nữa, là tròn một tháng, rồi tôi mới về nhà chồng. Dạo này tôi cũng đỡ ngén rồi, nên tôi muốn về bên nhà để giúp bố mẹ chồng tôi cơm nước lợn gà. Vì từ khi chị Trang vào Bình Dương làm ăn, nhà chồng tôi không có ai trong nhà cả. Về nhà chồng 2 ngày sau, tôi mới tìm chìa khóa để tôi mở tủ lấy tiền tiêu, thì tôi không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Tôi chờ tới chiều, chồng tôi đi làm về, tôi mới hỏi chồng. Anh ơi, anh để chìa khóa tủ đâu rồi ạ? Anh có cất đâu, chỗ để đâu thì giờ vẫn ở đó mà. Cả tháng nay, em không có ở nhà, em tưởng anh cất chỗ khác rồi. Em tìm lại ở ngăn tủ xem. Thế nhưng, hai vợ chồng tôi lật tung cả phòng lên, cũng không thấy chìa khóa đâu cả. Chồng tôi mới nói, vội lấy tiền trong ví của anh tiêu tạm đi. Mai gọi thợ sửa khóa, nhiều người ta phá khóa vậy. Vâng ạ, từ khi đó tôi bắt đầu có linh cảm không hay. Tôi nghĩ có khi nào tiền bị mất rồi, cả vàng của mình nữa. Sao mình thấy lo thế này? Linh cảm của tôi đúng thật luôn. Sáng hôm sau, thợ sửa khóa tới phá khóa tủ ra, thì trong tủ trống trơn, tiền và vàng đã bốc hơi mất không còn gì cả. Tôi và chồng choáng váng luôn. 95 triệu, cộng với một cái kiềng, một cây vàng, hai nhẫn hai chỉ, cả cái lắc tay ba chỉ của tôi nữa, mất hết rồi. Trời ơi, số tiền đó tôi để dành sinh con và chi tiêu trong thời gian tới, thế mà bây giờ lại bị mất hết rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi bật khóc nức nở. Nam ngồi im lặng, đăm chiêu suy nghĩ. Tối hôm đó cả nhờ tôi ngồi nói chuyện, bố mẹ chồng tôi tiếc của cứ thở dài mãi. Nam liền nói, tiền ở trong tủ tự dưng lại biến mất, không lẽ trộm vào nhà mình à? Bố chồng tôi thở dài rồi nói, không lẽ là cái Trang lấy. Mẹ chồng tôi liền lấy điện thoại ra
bà gọi cho chị Trang, hỏi xem chị Trang có lấy tiền và vàng không. Nhưng chị Trang gắt lên và nói chị ấy không lấy, mọi người đừng có đổ vạ cho chị ấy. Và lúc ấy chị ấy ở tận cho Bình Dương, chúng tôi cũng không thể gặp chị để nói rõ ràng được. Tôi cứ khóc mãi, giờ tiền và vàng đã mất hết rồi, mà nhà nông thôn không lắp camera thì làm sao mà biết được. Bố mẹ chồng tôi cũng thấy áy náy, vì trong thời gian tôi ở bên nhà mẹ thì lại bị mất tiền và vàng. Bà cũng không biết mất từ bao giờ nữa. Không khí trong gia đình tôi lúc này vô cùng căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Nam cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, gọi cho chị gái. Alo, chị Trang à? Ừ, bảo chị gì thế? Chị lấy tiền và vàng của vợ chồng em đúng không? Mày điên à? Tao vào đây làm cả tháng nay rồi, tiền ăn không có, còn phải mượn tiền của con Ngọc đây này. Giờ mày mất tiền, mày lại đổ cho chị gái mày thế à? Nếu chị không lấy thì ai lấy được chứ? Em nghĩ chỉ có chị lấy tiền của vợ chồng em thôi. Tao nói rồi, tao không lấy, mày cứ đổ vạ cho tao thì ông trời có mắt cả đấy. Nhưng ngoài chị ra thì em không nghĩ là ai lấy cả. Mày ngu thế, sao mày không nghĩ là vợ mày nó mang về bên nhà mẹ, nó muốn mày lấy tiền riêng của nó. Mày không tìm hiểu, cứ sổ rổ lên rồi đổ vạ cho tao thế à? Không thể có chuyện đó được, biết không phải người như thế. Thế thì tao chịu rồi, mày tin vợ mày thì tao biết nói gì nữa. Nam tắt máy rồi đi ra ngoài, thấy vợ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nam đứng lắng tai nghe, nhưng vợ anh nói nhỏ quá, anh không nghe rõ. Nam thở dài, biết không phải người như thế, cô ấy không lừa dối mình đâu. Tôi kể với mẹ chuyện mất tiền, bố mẹ tôi liền nghi ngờ Nam. Hay là trong thời gian con ở bên này, nó chơi cờ bạc hả con? Con nghĩ là không ạ, anh Nam không chơi cờ bạc mẹ ạ. Con chỉ nghi ngờ chị Trang thôi, nhưng giờ chị ấy không có ở nhà, nên con không biết phải hỏi làm sao nữa. Mẹ tôi liền chửi tôi một trận, mẹ đã bảo với con rồi, mang vàng sang đây, mẹ cầm cho thì không nghe. Giờ thì vàng mất, tiền cũng mất hết rồi, mẹ nói con không chịu nghe mẹ gì cả. Bố tôi liền nói đỡ tôi. Thôi bà ơi, con nó đang buồn lắm, bà đừng mắng nó nữa, coi như của đi thay người vậy. Ông thì lúc nào cũng bênh bênh, bảo sao nó không bao giờ chịu nghe tôi nói gì hết, rồi thì mất hết rồi đấy. Tới lúc tôi về, bố tôi mới dắt xe ra cổng cho tôi. Ông nói nhỏ, con đừng buồn nhá, tiền mất rồi thì thôi, sau này bố sẽ cho con đủ số tiền con đã mất nhá. Con buồn làm bố ạ, tiền đó con để dành để sinh con cùn đó bố. Rồi bố tôi dúi tà tay tôi một nắm tiền. Con cầm tạm 7 triệu này đi, rồi bố sẽ để dành tiền dần, rồi bố đưa cho con nhá. Bố có tiền đâu mà bố cho con chứ. Mỗi tháng lấy lương, bố cất đi một ít, bố để dành cho con đấy. Bố lại ăn bớt tiền của mẹ thế, mẹ mà biết là bố chết với mẹ đấy. Không sao đâu, con cứ tin tưởng ở bố nhá. Giờ về nhà, con đừng suy nghĩ gì nữa, con đang mang thai, suy nghĩ không tốt cho em bé đâu. Còn gì, con cứ nói với bố nhá, bố sẽ giúp con. Tôi thấy thương bố tôi nhiều thế. Tôi lớn bằng từng này rồi, tôi chưa làm được một việc gì cho bố tôi cả. Thế mà bây giờ, khi tôi đã đi lấy chồng, mà tôi vẫn khiến bố tôi phải lo lắng và vất vả vì tôi. Con cảm ơn bố nhiều ạ. Bố tôi là vậy đấy. Mặc dù tôi đã lớn và đi lấy chồng, nhưng bố tôi vẫn chăm sóc tôi như hồi tôi còn bé xíu vậy. Ông ấy chưa bao giờ mắng tôi một câu nào cả. Ông nhìn tôi rồi vẫy tay. Con về đi, đi từ từ thôi nhá. Dạ, bố vào nghỉ đi ạ. Ừ, con về tới nhà thì gọi điện cho bố nhé. Tôi về tới nhà thì thấy chồng tôi đang nói chuyện điện thoại với chị Trang. Thấy tôi về, anh tắt điện thoại không nói nữa, tôi mới hỏi. Chị Trang gọi về à chồng? Ừ, chị bảo gì vậy ạ? Không có gì đâu, anh đi uống trà đá với bạn nhé. Vâng, anh về sớm nhé, mai còn đi làm đấy. Anh biết rồi, em ngủ sớm đi. Nam ra quán trà đá ngồi thì Mai xuất hiện. Hôm nay Mai rất quyến rũ, cô mặc váy hai dây mát mẻ, khác hẳn với lúc cô đi làm ở công ty. Nam đấy à, sao ngồi một mình thế? Nam nhìn Mai cười. Mai cũng đi trà đá sao? Ừ, ở nhà chán quá nên tớ lượn vòng cho mát, cậu có tâm trạng đúng không? Ừ. Mai ngồi xuống cạnh Nam, nhẹ nhàng nói. Thì có chuyện gì à? Nói ra cho nhẹ lòng, Mai sẽ lắng nghe Nam nói. Nam thở dài rồi nói. Nhà Nam có chút chuyện, ở nhà Nam thấy không thoải mái nên Nam ra đây ngủ cho mát thôi. Chuyện gì thế? Nói Mai nghe xem nào. Nam lưỡng lự một hồi, anh thấy nặng đầu quá nên anh quyết định nói cho Mai biết. Vợ chồng Nam vừa bị mất tiền và vàng cưới Mai ạ, lại không tìm ra người lấy cắp, rồi mọi người nghi ngờ lẫn nhau, mệt mỏi thật. Thế à, mất nhiều không? Tất cả tiền mừng và vàng cưới đấy. Thế có nghi ngờ ai không? Nam có nghi ngờ hai người, đó là chị gái của Nam và Bích. Vụ này căng đấy, mà sao cậu lại nghi ngờ vợ cậu vậy? Vợ chồng mà không tin tưởng nhau à? Nam thở dài rồi nói. Đấy là Nam nghĩ thôi, chứ đâu có bằng chứng đâu.
vì chị gái của Nam nói có thể Bích mang về bên ngoại đấy. Mai nhân cơ hội đó dìm Bích xuống. Mà chị gái cậu nói cũng có lý do, cũng có thể Bích mang về cho bố mẹ Bích đấy. Mai cũng nghĩ vậy sao? Ừ, vì có nhiều trường hợp như vậy rồi, không nghi ngờ cũng không được ý. Nam ngồi im không nói gì, Mai thì liên tiếp nói dấu Bích và cố tình dìm Bích xuống nhằm phá vỡ hạnh phúc của Nam và Bích. Mà dù Mai là người ngoài không biết gì cả, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Thấy Nam buồn, Mai liền động viên an ủi Nam nhiệt tình lắm. Thôi, Nam đừng buồn nữa, rồi từ từ mình lại kiếm đủ số tiền mà mất. Cuộc đời còn rất dài, tha hồ mà phấn đấu Nam ạ. Ừ, Nam biết mà, chỉ là nếu người lấy là Bích thì Nam thấy thất vọng thôi. Mai liền ôm lấy Nam và nói. Mai hiểu mà, nhưng do tính Bích như thế rồi, khó thay đổi lắm Nam. Lần sau, Nam nhớ để ý tới tiền bạc của mình nhé. Nam thở dài và không nói gì, Mai liền ôm, cố ý để bàn Nam vào ngực cô. Bầu ngực căng tròn và mùi nước hoa thơm quyến rũ, Nam thấy thích, anh hít hít. Thơm quá, Mai liền xoa đầu Nam và nói. Nếu mà mệt mỏi, cứ tìm đến chỗ Mai. Mai sẽ ở bên cạnh Nam và lắng nghe Nam chia sẻ. Còn về chuyện tiền bạc, Nam cần thì Mai sẽ giúp. Mai sống một mình, nhiều thì không nói, nhưng 100-200 triệu thì Mai có thể giúp Nam được. Nam gật đầu. Cảm ơn Mai nhé. Ơn huệ gì chứ, chỉ cần Nam thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Mai ghé sát vào môi Nam, rồi hai người từ từ hôn nhau. Chỉ có mỗi lý do đó mà Nam lại ngã vào lòng Mai ngay được. Mai không cần phải mất quá nhiều công sức, cô cũng đã có được Nam. Điều đó cả chứng tỏ Nam là một người đàn ông không kiên định, không có lập trường vững chắc. Mới có chút sóng gió nhỏ vậy mà Nam đã sẵn sàng dựa vào người phụ nữ khác như vậy. Những ngày sau đó, tôi bảo Nam không nhắc tới khoản tiền đã mất nữa. Tôi cố gắng vui vẻ trở lại, cứ coi như của đi thay người vậy. Sau này, hai vợ chồng tôi sẽ cẩn thận hơn và chúng tôi sẽ cố gắng hơn để bù lại số tiền và vàng đã mất. 2 tháng sau khi ăn tiêu hết tiền và vàng của em trai và em dâu, hết tiền ăn, bạn không chờ nữa nên Trang mò về nhà. Vừa về tới nhà, bà Hồng đã lôi Trang ra chất vấn. Mày lấy tiền của vợ chồng thằng Nam đúng không? Trang cãi ngay. Mẹ bị sao vậy? Con vừa về tới nhà, mẹ không hỏi thăm con được một câu mà mẹ đã chất vấn con rồi. Vì ngoài mẹ ra thì không ai vào cái nhà này lấy tiền được. Tiền đâu rồi? Mày mau trả vợ chồng nó đi. Mẹ điên thật rồi. Mẹ lúc nào cũng nghĩ là con lấy tiền của chúng nó sao? Mẹ không nghĩ là do con dâu mẹ mang về nhà đẻ cho bố mẹ nó à? Mẹ tin tưởng con dâu của mẹ thế cơ à? Mẹ im đi, con Bích không bao giờ làm như thế. Mẹ nói vậy thì con chịu thua mẹ rồi. Con chỉ muốn nói cho mẹ biết là con không biết gì về vụ mất tiền vàng đó cả. Còn con không biết mặt mũi số tiền đó như thế nào. Mẹ đừng có đổ vạ cho con, không là nghiệp quật cho đấy. Cái con mất dạy này, sao mày không ở trong Bình Dương luôn đi? Mày còn vác mặt về đây làm gì hả? Ở trong đó làm ăn khó khăn lắm, con không làm được thì con về. Con về, mẹ cũng cấm con nữa à? Tôi nấu cơm trong bếp mà nghe rõ tiếng mẹ chồng tôi và chị chồng tôi cãi nhau. Chị Trang về rồi, từ bây giờ nhà chồng tôi lại bắt đầu ầm ĩ, mỗi ngày sẽ là một cuộc chiến mới. Ngồi ăn cơm, chị Trang quay ra hỏi tôi. Mấy tháng rồi? Dạ, gần 5 tháng ạ. Trai hay gái? Dạ, gái ạ. Con gái chắc lại Thảo Mai giống mẹ nhỉ? Mẹ chồng tôi lườm mắt nhìn chị Trang. Cháu còn chưa ra đời mà ba lại nói cháu như vậy, không hiểu đầu óc ba đang nghĩ cái gì nhỉ? Con nói thế thì làm sao? Mẹ cứ bênh con dâu chầm chạp thế à? Tao nói đúng chứ tao không bao giờ nói sai cho ai. Già đầu rồi, sắp lên trước bác rồi, ăn nói cho cẩn thận vào, không người ta cười cho đấy. Chị Trang vùng vàng nói. Ăn bát cơm cũng không trôi nữa, chán thật sự rồi đấy. Chị Trang đi vào Bình Dương 2 tháng, ở nhà bình yên hẳn. Giờ chị về, mọi thứ lại bắt đầu xáo trộn. Cả ngày, chị chỉ ăn với Nam ở nhà. Hoa quả, sữa chua tôi mua để trong tủ, chị cứ lấy ra ăn như là đồ chị mua vậy. Cả rửa xiêm của tôi, chị cũng uống nốt. Cứ một tí, chị lại ra mở tủ lạnh xem có gì ăn được không. Mà ăn xong, bỏ hộp, rác, chị cũng không dọn, chỉ ngồi ở ghế ăn. Ăn xong, chị vứt luôn tại ghế. Chị vừa nằm, vừa xem tivi. Còn tôi bụng bầu, thì phải dọn dẹp nhà cửa. Quần áo chị tắm xong là chị để luôn trong nhà tắm. Còn mỗi việc cầm quần áo thả vào máy giặt chị cũng không làm. Đã thế, sữa tắm, dầu gội hay sữa rửa mặt của tôi là chị xài như đồ của chị vậy. Tôi không thể hiểu nổi chị ấy là người như thế nào nữa. Sữa tắm hết, chị tắm xong chị ra bảo. Sữa tắm hết rồi đấy. Chị chỉ nói mỗi thế thôi, rồi chị đi vào phòng nằm. Tôi vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa cho gà, cho lợn ăn, rồi nấu cơm, phơi quần áo. Về nhà tôi đã làm hết rồi, mà có việc dọn cơm ra bàn ăn, chị Trang cũng không dọn hộ tôi. Tôi đang ngồi nhà sau để nấu canh, thì chị Trang gọi. Bích ơi, Bích. Dạ, trong tủ có quả gì ăn không? Có xoài thái chị ạ. Mày gọt cho tao đĩa xoài đi. Tôi đang rửa tay, nên tôi bảo chị Trang.
Chị gọt đi, em đang rửa tay. Mày cứ để đó gọt xoài cho tao xong rồi làm tiếp, tao đang bận xem phim. Tôi đang mệt trong người nên tôi nói. Chị mang xoài lên đó vừa xem vừa gọt đi, em đang rửa tay mà. Thế là chị Trang lầu bầu chửi tôi. Mẹ cha nhà mày, tao nhờ mày tí mà mày cũng không làm, có loại lười nhớt nhây. Tôi bừng mình quá mới cãi lại. Em bận nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, em làm bao nhiêu việc là việc nhà đấy. Chị có đỡ em một việc gì không mà chị nói em thế à? Tao có thích nói mày đấy. Cái nhà này sau này cũng là của mày thì mày phải làm thôi, đừng có tị với tao. Nhà này của em, thế không phải nhà của chị à? Chị nói thế mà nghe được à? Tao thích nói thế đấy. Mày thích bật tao à? Coi chừng tao tát cho rụng răng đấy con chó. Chị nói ai là con chó? Em cũng giống loài với chị đấy chị Trang ạ. Con chó, giờ mày giỏi rồi, mày biết cãi lại tao rồi đấy. Tôi điên máu quá nên tôi quát lại chị Trang. Vâng, em là chó, em là chó đấy. Chị biết con chó mà nó bị dồn vào đường cùng thì nó sẽ như thế nào không hả? Nó sẽ cắn lại đấy. Chị cứ qua đàng với em nữa thì cẩn thận, em cắn cho đấy. Chị Trang cười mỉa mai tôi. Ôi, mày làm tao sợ quá Bích ạ. Tao sợ mày quá cơ. Mày có giỏi thì mày cắn tao đi. Mày cắn tao đi. Chị Trang vừa nói vừa tiến lại gần thách thức tôi. Con chó, mày cắn tao đi. Mày cắn tao đi. Đã thế chị còn vừa thách thức tôi, chị vừa chìa tay trước mặt tôi nói. Con chó, cắn đi. Tôi mới điên quá, tôi túm lấy tay chị Trang và cắn một phát vào ngón tay, khiến chị Trang nhảy ngược lên kêu ầm ĩ. Á, con chó này, sao mày dám cắn tao? Chảy máu rồi đây này. Chính chị ép em cắn chị mà, giờ chị kêu gào cái gì nữa hả? Mày dám, mày. Chị Trang giơ tay lên định đánh tôi, thì tôi túm lấy tay chị và nói. Em nói rồi, chị đừng có động vào em, không là em cắn cho đấy. Chị vừa bị em cắn một phát mà chị chưa tỉnh ngộ ra. Mày cậy được bố mẹ bênh mày nên mày lên nước đúng không hả? Em nói chị lên nước cái gì? Hai chị em ở nhà, em bầu 5 tháng, nhưng em quét nhà, em lau nhà, em đi chợ nấu cơm, em còn cho gà, cho lợn ăn, phơi quần áo, rửa bát. Em làm hết việc như thế, chị không thấy ngại với em à? Chị có làm đỡ em về gì không hả chị? Bây giờ em lại phải lo cả bữa ăn giấc ngủ của chị nữa sao? Chị 30 tuổi, chứ đâu phải đứa trẻ 3 tuổi đâu. Đến bản thân chị mà chị cũng không tự phục vụ chị được sao? Thì ngày trước không có mày về cái nhà này, vẫn yên ổn đấy thôi. Từ khi mày về đây, mày nhiễu thế hả? Yên ổn như thế nào vậy chị? Em thấy suốt ngày bố mẹ phàn nàn với chị đó thôi. Bố mẹ chưa đủ khổ, chưa đủ vất vả à? Sao chị cứ để bố mẹ phải phiền lòng với chị thế hả chị Trang? Thấy tôi căng lên, chị Trang mới hơi không ngân cổ nữa. Chị đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Mẹ kiếp con chó, nó dám bật lại mình, lại còn cắn mình nữa chứ. Nhìn vết răng trên ngón tay, chị Trang lại càng khó chịu hơn. Mình phải tống nó ra khỏi nhà mới được, không cứ cái kiểu này, có ngày nó leo lên đầu mình ngồi. Dạo này, chồng tôi thường xuyên về muộn. Anh nói công ty bận việc nên anh ở lại làm cùng mọi người. Ngày nào cũng hơn 10 giờ đêm anh mới về tới nhà. Tôi thấy lạ vì anh là quản lý sản xuất, có mấy khi quản lý ở lại tăng ca với công nhân đâu. Việc đó là việc của tổ trưởng và công nhân sản xuất mà. Tôi mới nhắn tin cho đứa bạn của tôi, nó làm cùng công ty với vợ chồng tôi. Lan à, dạo này công ty nhiều việc thế à? Ừ, nhiều việc lắm, ngày nào tao cũng phải tăng ca đây này. Thế à, chồng tao ngày nào cũng tăng ca tới 10 giờ mới về đấy. Tôi chỉ nói thế thôi, là sự thật đã dần hé lộ. Con Lan liền trả lời tôi ngay. Mày bảo, lão Nam chồng mày ngày nào cũng tăng ca đến 10 giờ á? Tao đang ở công ty đây này, lão đã về từ 5 giờ rồi mà. Ơ thế à, tao thấy chồng tao ngày nào cũng về muộn mà. Chắc lão lại sang nhà con Mai đấy. Dạo này, chồng mày với con Mai cứ dính chặt với nhau ý, nhìn ngứa cả mắt. Tôi đọc tin nhắn của con Lan mà tim tôi đập thình thịch. Cái gì thế này? Tôi dụi mắt và đọc lại tin nhắn. Chắc lão lại sang nhà con Mai đấy. Dạo này chồng mày với con Mai cứ dính chặt với nhau ý, nhìn ngứa cả mắt. Tôi phải đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của con Lan. Sau đó tôi cố bình tĩnh để nhắn tin trả lời nó. Thế à? Ừ, mày giữ chồng cẩn thận vào, không con Mai nó cướp mất chồng đấy. Chả biết có gì với nhau không. Nhưng tao nghe chúng nó đồn là thấy chồng mày với con Mai hôn nhau trong nhà vệ sinh nam đấy. Tao nghe đồn thôi, chứ tao không nhìn thấy tận mắt. Nên mày phải bình tĩnh, tỉnh táo mà giữ chồng nhá. Những lời cảnh báo của con Lan khiến tôi gục ngã. Tôi đang mang thai nên rất nhạy cảm. Chỉ mới nghe con Lan nói như vậy mà tôi đã thấy vô cùng khó chịu và không biết phải làm sao nữa. Tối hôm đó, 11 giờ đêm, chồng tôi mới về. Tôi ngồi đợi anh ở cửa. Về tới sân, nhìn thấy tôi ngồi ở cửa, Nam cau mày lại. Sao em không ngủ đi, đợi anh làm gì? Em không buồn ngủ nên em ra đây ngồi hóng gió rồi chờ anh về ạ. Lần sau, em không phải chờ anh đi làm biết giờ nào về mà chờ với đợi. Dạ, thế công ty nhiều việc thế ạ? Ừ, ngày nào cũng tăng ca, mệt hết cả người đây. Thế anh đói không? Em dọn cơm cho anh ăn nhé. Không, anh không đói.
Thế em lấy quần áo cho anh đi tắm nhá. Anh tắm rồi. Cái gì cơ? Anh tắm rồi ư? Anh tắm ở đâu ạ? Nam thấy mình lỡ lời nên anh vội nói. À, anh nói nhầm. Em lấy cái khăn để anh đi tắm. Vâng ạ. Tôi quay mặt đi mà lòng muốn khóc. Chồng tôi đang qua lại với người phụ nữ khác. Anh ấy không hề tăng ca, nhưng anh ấy lại nói rằng anh ấy tăng ca ở công ty. Anh ấy nghĩ anh ấy lừa được tôi, nhưng anh ấy đâu biết rằng tôi còn có một người bạn làm cùng công ty nữa. Chồng tôi cầm khăn tắm vào nhà tắm một lúc, rồi anh đi ra. Anh leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng gái quen thuộc bắt đầu vang lên. Anh ấy không hề biết tôi đang quay mặt vào tường và lặng lẽ khóc. Ngày hôm sau, tôi mệt nên vẫn nằm trong phòng chưa dậy. Tiếng chị Trang gọi ngoài cửa. Bích, Bích, mấy giờ rồi mà mày còn ngủ trơn xác lên thế hả? Tôi quay mặt vào tường và nói. Này em mệt, chị nấu cơm, dọn dẹp nhà giúp em đi. Mày đừng có giả vờ mệt nữa, dậy nấu cơm đi, tao đói rồi. Em nói là em mệt, chị nấu cơm một hôm không được à? Tao không nấu, mày dậy ngay đi. Không nấu thì thôi, để lát mẹ đi làm về mẹ nấu. Ơ cái con điên này nữa, mày học đâu ra cái thói đấy hả? Em học từ chị đấy. Chị Trang tức quá, cứ đập cửa ầm ầm, nhưng tôi kệ không dậy. Tôi chốt cửa Trang rồi, chị Trang muốn đập phá hay làm gì, thì tầm này tôi cũng mặc kệ hết. Chị Trang ở ngoài chửi tôi một hồi, rồi chị chửi mỏi mồm quá, nên không chửi nữa. Một lúc sau, chị Trang lại gọi cửa và nói giọng rất nhẹ nhàng. Bích ơi, dậy đi em. Tôi nghe mà giật cả mình. Chị Trang ơi, chị hiện nguyên hình đi chị. Chị nói nhẹ nhàng thế, em nghe không quen. Em dậy đi, bố em sang chơi kìa. Hóa ra là bố tôi sang chơi, nên chị ấy mới đổi giọng như thế. Tôi vội dậy và đi ra ngoài. Bố ơi. Bố tôi cười nói. Con đang làm gì thế con? Dạ, con mệt nên con nằm nghỉ thôi ạ. Con mệt à? Nào, ra đây bố hầm gà ác cho con đây. Con ăn đi cho đỡ nóng. Dạ, con cảm ơn bố ạ. Rồi, bố lại rúi tiền cho tôi. Bố cho con tiền, con muốn ăn gì thì mua mà ăn nhé. Thôi ạ, tiền bố cho lần trước con vẫn còn. Bố cất tiền đi bố. Con cầm lấy đi, bố cho con. Bố muốn bù lại được phần nào số tiền mà con bị mất lần trước. Con cầm lấy đi, cầm đi con. Con cảm ơn bố ạ. Thế con mệt như thế nào? Hay là bố đưa con đi khám nhé? Dạ, con chỉ đau đầu một chút thôi ạ. Giờ gặp bố con vui rồi, là con khỏe ngay mà. Hay là bố xin phép thông gia cho con sang nhà chơi nửa tháng nhé? Dạ thôi ạ, tại bây giờ con đang có chút vấn đề cần giải quyết bố ạ. Khi nào giải quyết xong, con sẽ về nhà mình chơi ạ. Thế có việc gì vậy con? Một chút vấn đề nhỏ thôi mà bố. Bố cứ yên tâm, con ổn mà. Ừ, thế mai bố hầm chim bồ câu cho con ăn nhé. Chim bồ câu nhà mình đợt này đẻ nhiều, tha hồ ăn con ạ. Dạ thôi ạ, hôm nào con muốn ăn thì con bảo, giờ con không muốn ăn gì đâu bố. Con phải cố gắng ăn nhiều thì em bé mới khỏe được. Con không ăn chim hầm thì con ăn tôm nhé. Bố tôi vẫn luôn yêu thương tôi như thế. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng cha mẹ. Nhưng giờ tôi không có tâm trạng để ăn uống đâu. Tôi còn đang rất lo lắng về chồng tôi. Nếu anh ấy và Mai đang qua lại với nhau thật thì mẹ con tôi phải làm sao đây? Sao tôi lại thấy lo lắng và bất an thế này? Tôi cầm tiền bố cho để vào ngăn tủ vì tôi đang mải suy nghĩ về chồng tôi và chị Mai, nên tôi không quan tâm mấy số tiền mà bố tôi cho đó. Tới chiều tôi mới nhớ ra số tiền bố cho tôi. Tôi mở ngăn tủ để lấy tiền thì không thấy tiền đâu cả. Lạ thật, tiền từ lúc trưa tôi mới để trong ngăn tủ mà tới chiều tối đã bốc hơi mất rồi. Và ngày hôm nay chỉ có tôi và chị Trang ở nhà. Tôi lật tung cả phòng lên nhưng không thấy. Tôi mới sang phòng chị Trang. Chị có lấy tiền trong ngăn tủ của em không chị? Mày vừa nói gì cơ? Tiền gì cơ? Lúc trưa bố em sang, bố em cho em tiền để trong ngăn tủ mà giờ lại không thấy đâu cả. Mà nhà chỉ có hai chị em mình. Mày nghi ngờ tao ư? Ngoài chị ra thì ai có thể chứ? Không lẽ là em tự lấy trộm tiền của mình sao? Tao không biết, mày để đâu xong rồi hỏi tao thế à? Tôi biết chị Trang sẽ không bao giờ thừa nhận việc mình lấy trộm tiền, nên tôi không nói nhiều nữa mà tôi bắt đầu tìm kiếm. Mày tìm cái gì thế à? Mau biến ra khỏi phòng tao ngay. Em tìm tiền. Em mà tìm được thì chị đừng trách em. Tôi mở tủ quần áo ra nhưng không thấy. Tôi mới lật đệm lên thì thấy sấp tiền mà bố cho tôi lúc trưa. Đúng là chị Trang lấy trộm thật. Tôi cầm tiền lên và quát chị Trang. Chị nói chị không biết, thế cái này là gì hả? Tao đâu biết đâu. Thôi, tao đi chơi đây. Đứng lại, ai ơi chị đi, hả? Chị Trang rõ là sai lè lè, nhưng mà chị vẫn bình thản như không có chuyện gì. Tôi chợt nhớ tới vụ tôi mất tiền, mất vàng lần trước. Tôi mới hỏi. Chị nói đi, có phải chị là người lấy tiền và vàng của em đúng không hả? Chị Trang quát tôi. Mày đừng có mà vu khống cho tao. Tao đập chết mày đấy. Tao biết mày để tiền vàng ở đâu. Cái loại vu khống cẩn thận
tao tống cổ mày ra đường đấy. Em không có bằng chứng nên em không làm gì được chị. Nhưng ông trời có mắt đấy chị, ăn không tiền của người khác, chị nuốt không trôi đâu. Chị cha bật cười nhìn tôi. Mày biết là tao nuốt không trôi ư? Nếu tao nuốt trôi thì sao? Tôi cố tình nói thế để xem phản ứng của chị Trang thế nào, và chị ấy đã sập bẫy ngay. Như vậy, những lời suy đoán của tôi là đúng rồi. Chị Trang chính là người lấy trộm tiền và vàng của tôi. Chị nói vậy có nghĩa là chị tự thừa nhận chị lấy tiền của em đúng không? Tại sao? Tại sao chị lại lấy tiền của em hả? Tiền đó em để dành để lo cho con em đấy. Sao chị có thể lấy hết tiền của cháu chị như thế chứ? Mày im đi, tao lấy tiền của mày khi nào? Bằng chứng đâu? Nếu mày không có bằng chứng thì mày ngậm mồm vào, đừng có nói lung tung, tao đánh cho đấy. Tôi điên quá gào lên. Chị đánh đi, chị đánh hộ em cái. Chị ra giơ tay lên định đánh tôi, nhưng tôi né được. Tôi liền túm tóc chị Trang và tát vào mặt chị liên tiếp. Tôi vừa tát vừa quát ầm lên. Chị là đồ tôi, tiền để mua sữa cho cháu chị cũng lấy hết. Chị hết thuốc chữa rồi. Hôm nay em sẽ thay bố mẹ dạy dỗ chị. Chị Trang vùng vẫy, nhưng tôi đã túm tóc và ấn đầu chị xuống nền. Chị không làm gì được tôi cả. Chị kêu ầm ĩ lên. Chị Trang bị tôi đánh cho một trận sợ phát khiếp luôn. Sau đó chị chạy ra ngoài cổng và gào ầm ĩ lên. Thế là mấy bà hàng xóm mới chạy ra hỏi. Trang, có chuyện gì thế hả cháu? Bác ơi, con Bích nó đánh cháu, nó muốn giết cháu bác ơi. Bác cứu cháu ơi. Được rồi, có bác ở đây rồi, cháu đừng sợ. Và từ khi đó, dân làng bàn tán về tôi trong mắt mọi người. Tôi là một người không ra gì, em dâu hỗn láo đánh cả chị chồng. Tối hôm đó, chồng tôi về sớm và chị Trang gọi điện khóc lóc, kể lể với em trai. Vừa nhìn thấy tôi, nằm đã nổi cáu. Sao em đánh chị Trang hả? Vì chị ấy quá đáng, chị ấy lấy trộm tiền của em. Tiền gì hả? Tiền bố em cho, chị ấy đã thừa nhận chị ấy lấy tiền và vàng của vợ chồng mình đó anh. Anh vừa hỏi chị ấy rồi, chị ấy nói là em vu khống với chị ấy. Em bắt chị ấy phải nhận là lấy trộm tiền của em đúng không? Xem có đáng thế hả? Thế là anh tin chị ấy, chứ anh không tin em đúng không? Em ở nhà chơi, nên anh rảnh quá không có việc gì làm à? Dạo này, anh thấy em kiếm chuyện với chị Trang hơi nhiều rồi đấy. Giờ mọi người bàn tán về gia đình mình như thế, em vừa lòng chưa? Tôi thấy vô cùng thất vọng về Nam. Anh ấy là chồng của tôi, nhưng anh ấy lại không tin tôi. Anh ấy thừa biết tính chị gái anh ấy như thế nào. Vậy mà anh ấy thả tin chị gái anh ấy còn hơn tin tôi. Tôi và Nam cãi nhau một trận. Nam tức giận bỏ đi cả đêm không về. Tôi có linh cảm cuộc hôn nhân của tôi và Nam có nguy cơ tan vỡ rồi mọi người ạ. Tôi nằm trằn trọc tới 3 giờ sáng mà tôi vẫn chưa thấy chồng tôi về. Chắc chắn anh ấy đang ở chỗ chị Mai rồi. Tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài cổng. Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Chị Trang thì luôn tìm cách chọc phá tôi. Nam thì ngoại tình, xong về nhà anh ấy lại bênh chị gái và mắng chửi tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc và thường suy nghĩ tới những điều không tốt. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Nam, nhưng thuê bao không liên lạc được. Không thể bình tĩnh được nữa, tôi mở cửa và dắt xe máy ra để đi tìm chồng về. 3 giờ sáng, tôi lái xe máy đi tìm chồng cùng với cái bụng bầu gần 6 tháng. Cay đắng thật. Tôi lái xe thẳng tới nhà trọ của chị Mai. Chị ấy thuê nhà và ở một mình ở đây cho tiện hú hí với nhân tình mà. Tôi ngó vào trong, thấy con xe của chồng tôi lù lù ở đó. Khốn nạn thật. Tôi đập cửa và gọi. Anh Nam ơi! Anh Nam! Nam và Mai nằm ôm nhau trong nhà. Nghe tiếng đập cửa, Mai đẩy Nam ra. Anh xem, ai gọi kìa? Nam đang ngái ngủ, anh nhăn nhó. Nửa đêm, ai còn tới tìm em vậy? Em nghĩ là vợ anh tới tìm anh đấy. Nam ngồi dậy thở dài nói. Có lẽ đã đến lúc ly hôn với Bích rồi. Anh quyết định như thế là đúng đắn đấy. Bỏ nó đi, rồi chúng ta sẽ tự do bên nhau, mà không phải giấu giếm ai nữa. Anh biết rồi. Nam với Mai bình thản ra mở cửa như không có chuyện gì. Nhìn thấy chồng mình đang ở bên người phụ nữ khác, tôi như phát điên lên. Sao hai người lại đối xử với tôi như vậy? Hai người khốn nạn quá rồi. Mai nhìn tôi rồi nhếch mép cười. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại cô ngu thôi Bích ạ. À, phải không anh Nam? Nam gật đầu nói. Giờ em biết chuyện rồi đấy, vậy chúng ta ly hôn đi. Anh thích Mai, anh muốn ở bên cô ấy. Tôi gào lên. Thế còn tôi? Còn đứa con trong bụng tôi thì sao? Anh không thấy xấu hổ với con và anh à? Em đi về đi, rồi mai kia chúng ta làm thủ tục ly hôn. Tôi ức chế không thể chịu được nữa, tôi mới lao vào túm tóc đánh Mai. Ngay lập tức Nam bay nhân tình và anh ta thẳng tay đánh vợ của mình, dù vợ anh đang mang thai đứa con của anh ta. Tôi bị chính tay người chồng của mình đấm liên tiếp vào mặt. Tôi choáng váng rồi lăn đùng ra đất. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nghe vang vẳng tiếng chị Mai bên tai. Thôi, đánh vừa thôi, không nói chết bây giờ. Anh đánh dã man đấy. Ở nhà, ông Khang đang hầm chim bồ câu trong bếp, thì ông hàng xóm sang chơi cờ. Ông Khang ơi, ông đang làm gì thế?
Tôi hầm chim cho cái Bích ông ạ. Xong chưa? Tôi với ông làm bán cờ đi. Ông cứ ngồi uống nước đi, chờ tôi 10 phút nữa nhé. Bà Huyền đưa chợ về, hốt hoảng nói. Ông Khang ơi, con Bích, nó... Con Bích làm sao? Nó đẻ rồi à? Không, nó bị chồng nó đánh, giờ đang nằm trong bệnh viện kìa. Mặt ông Khang sầm lại, ông chạy thẳng ra sân, lấy xe máy để đi, bà Huyền chạy lại nói theo. Ông chờ tôi với, để tôi lấy tiền đã. Tôi đang nằm phòng bệnh với khuôn mặt bầm dập, bụng tôi cứ âm ỉ đau. Bác sĩ nói tôi đang có dấu hiệu sinh con, nên tôi phải nằm viện để bác sĩ theo dõi và điều trị tôi. Tôi nằm đó mà hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Người chồng tôi yêu thương, tin tưởng lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Tôi tin lầm người rồi, tôi lấy nhầm chồng thật rồi. Bố mẹ tôi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tôi bị đánh như vậy, mẹ tôi bật khóc. Còn bố tôi thì lại ngồi gần, ông nắm lấy tay tôi và nói. Không sao đâu con gái, có bố ở đây rồi. Ở đó mệt mỏi thì bố đón con về nhà với bố mẹ nhé. Mỗi tuần tôi nằm ở bệnh viện, người chồng tệ bạc của tôi không một lần tới thăm tôi. Dù anh ta không còn yêu thương tôi nữa, nhưng anh ta cũng không muốn hỏi xem con anh ta thế nào rồi ư. Anh ta không đến thăm tôi và cũng không hề gọi điện cho tôi một lần nào. Ở nhà, Nam nhanh chóng làm đơn ly hôn. Anh nghe lời Mai xúi giục, anh chạy tiền để cho người ta giải quyết đơn ly hôn của anh thật nhanh, để anh ta còn đón nhân tình của anh ta về nhà. Mặc cho bố mẹ anh ta có khuyên can anh ta thế nào thì anh ta vẫn không thay đổi quyết định của mình. Tôi về nhà bố mẹ đẻ, anh ta còn thu dọn quần áo của tôi và tính vứt đi. Như mẹ chồng tôi không vứt, bà ngồi gấp gọn cho vào túi và mang sang cho nhà tôi. Bà cứ khóc thương tôi. Nhưng bây giờ Nam đã quyết định ly hôn rồi, bà cũng bất lực không thể làm gì được. Hết giờ làm, Nam và Mai rủ nhau đi ăn lẩu nướng. Vừa ra khỏi cổng thì ông Khang đã đứng ở đó chờ Nam từ bao giờ. Nhìn thấy bố vợ, Nam ngập ngừng hỏi. Bố, bố tới tìm con à? Mai khẽ nói. Chồng ấy muốn anh suy nghĩ lại đấy. Ông ấy sợ anh bỏ rơi con gái ông ấy thì phải. Nam vênh mặt lên nói. Anh đã quyết rồi, không ai có thể ngăn cản anh ly hôn được đâu. Anh giỏi lắm, yêu anh. Ông Khang lấy cái côn trong áo ra và nói. Cậu nhầm rồi, tôi tới tìm cậu là để đòi lại công bằng cho con tôi. Chứ một thằng con rể tồi như cậu, tôi và con gái tôi không bao giờ cần nữa. Nam nhìn thấy tay ông Khang cầm côn thì anh ta hoảng. Bố, bố tính làm gì hả? Đập vỡ mặt cậu. Nói dứt lời, ông Khang vào vụt Nam tới tấp. Ông biết võ nên Nam bị ông đập cho không trượt một phát nào. Mai đứng ngoài nhưng cô không có cách nào để cứu Nam cả. Sợ bị liên lụy nên Mai vội chuồn luôn, để Nam một mình chịu trận mưa đòn của ông Khang. Vừa đập con rể, ông Khang vừa nói. Tôi nuôi con gái tôi 20 mấy năm, chưa bao giờ tôi mắng chửi nó một câu. Thế mà cậu dám đánh con gái tôi như vậy. Cậu hết thương nó rồi thì cậu bảo tôi đón về. Sao cậu lại nhẫn tâm đánh nó khi nó đang mang bụng răng đã chửi như thế chứ? Nam cuống cuồng lên giải thích và xin lỗi ông Khang, nhưng đã quá muộn rồi. Ông Khang đập cho Nam một trận tơi tả, mồm Nam bị đập xương vều lên và bị gãy răng cửa, chảy rất nhiều máu. Đánh Nam một trận xong, ông Khang còn cảnh cáo Nam. Từ nay về sau, cậu mà có bắt nạt con gái tôi lần nữa thì tôi giết cậu. Cậu nhớ rõ lấy. Đánh Nam xong, ông Khang lái xe về. Đi đường, ông dừng lại mua hoa quả mang về cho con gái. Ông tự vừa hứa bản thân mình, sau này phải yêu thương con gái nhiều hơn nữa. Ông sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con gái và cháu ngoại của mình. Ông tự hứa với bản thân mình như thế. Một tháng sau, tôi và Nam đã giải quyết xong việc ly hôn. Chúng tôi đừng ai nấy đi từ đó. Tôi trở về với vòng tay yêu thương của mẹ. Cuộc hôn nhân đó đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ, như niềm tin, tiền bạc và cả tuổi thanh xuân nữa. Đổi lại thì tôi sắp đón con gái chào đời. Đấy, lấy chồng lấy mỗi đứa con trong bụng thôi mọi người ạ. Ly hôn xong, Nam đón Mai về nhà mình ở. Mặc cho mẹ anh phản đối, nhưng Nam vẫn đón Mai về. Anh dự định sẽ cưới Mai vào cuối năm nay. Bố mẹ Nam đi làm đồng về, thấy Trang nằm chơi game ở ghế, cơm nước chưa thổi, nhà cửa chưa quét dọn, bà Hồng mới quát Trang. Trang, mấy giờ rồi mà mày chưa nấu cơm hả? Trang vừa chơi game vừa nói. Con tưởng con Mai nấu chứ. Nó chưa nấu, mày dậy nấu cơm đi, tao còn dọn chuồng lợn. Mẹ bảo con Mai đi, để nó làm dần cho quen đi. Bà Hồng điên quá, bà nói Trang. Không nghe nên bà giật cái điện thoại của Trang, bà thả luôn vào chậu nước. Trang tiếp cái điện thoại lên gào ầm ĩ lên. Mai ngủ trong phòng đi ra nhăn nó. Sao chị kêu ầm lên thế? Không để người khác ngủ à? Ý thức kém vậy. Mày bảo ai kiến thức kém? Vì mày không nấu cơm nên mẹ mới thả điện thoại của tao vào nước đấy. Tất cả là tại mày đấy mày ạ. Như thế cũng tốt,
cho chị bớt chơi game đi. Còn nữa, việc nấu cơm rửa bát quét dọn, đó là việc của chị và mẹ, nên chị đừng có bắt em thế này thế nọ thế kia. Em không làm đâu. Mày là vợ thằng Nam thì mày phải làm. Không lẽ mày không muốn ăn cơm à? Hay mày nhịn? Em nói rồi, em không nấu. Cần thiết thì em đi ăn quán. Chị nghĩ ăn cơm nhà chị ngon lắm à? Đồ ăn nấu khác gì nấu cho chó đâu. Chị nghĩ em muốn ăn lắm à? Mai vừa nói, cô vừa bĩu giải môi. Chàng tức lắm nhưng không làm gì được. Ngày trước, chàng quen có biết nấu cơm nước dọn dẹp cho rồi. Chàng rảnh thân nên giờ gặp phải một đứa lười thối xác như Mai thì lại ngược lại. Mai còn lười và bẩn thỉu hơn cả chàng, nên hai người tị nhau, không ai chịu làm gì cả. Ngày nào chàng và Mai cũng cãi nhau, chửi nhau, không ngày nào yên ổn. Bà Hồng chán quá, đuổi Nam và Mai ra ngoài trọ, bà không cho ở nữa. Còn chàng, bà bắt phải làm việc nhà, nếu không làm thì bà sẽ tống cổ đi nốt. Nửa năm sau, khi tôi và con gái nhỏ đang sống vui vẻ thoải mái bên ông bà ngoại, Nam tới. Từ khi tôi sinh con gái thì đây là lần đầu tiên anh ta tới thăm tôi và con gái anh ta. Anh tới đây có việc gì? Nam ngập ngừng để túi đồ lên bàn và nói. Anh tới thăm con, anh mua cho con mấy bộ quần áo. Tôi không cần đâu. Không có anh, cuộc sống của mẹ con tôi thoải mái lắm. Nên anh đừng tới tìm mẹ con tôi nữa, tôi thấy phiền đấy. Dạo này, Nam thường xuyên tới thăm mẹ con tôi. Hóa ra là anh ta và Mai đã chia tay rồi. Vì khi về sống với nhau, Mai quá lười là láo. Mai còn khinh thường cả nhà Nam luôn. Chưa kể, Mai và Trang thường xuyên chửi nhau, thậm chí đánh nhau suốt ngày. Vì không chịu được tính của Mai, nên Nam quyết định chia tay. Bây giờ, sau khi một mình lẻ loi, thì anh mới nhớ tới tôi và con gái. Anh nhớ lại những ngày vui vẻ hạnh phúc bên tôi, và giờ anh muốn hàn gắn với tôi. Nam bế con gái và hôn lên má nó. Con gái đáng yêu quá em nhỉ? Con gái tôi mà lại. Bích à, anh muốn được quay lại để bù đắp cho hai mẹ con em. Em đồng ý cho anh một cơ hội nhé. Tôi cười rồi trả lời thẳng thắn luôn. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh nhổ nước bọt đi rồi, anh có liếm lại không? Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Tôi nói rồi, chuyện hàn gắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Còn sau này anh tới thăm con, anh phải gọi điện trước cho tôi. Tôi đồng ý thì anh mới được tới thăm. Anh rõ chưa? Bích à, anh xin em đấy. Em hãy vì con mà suy nghĩ lại đi. Vì con ư? Tôi vì con, thế anh có vì con không? Nếu anh vì con, anh vì tôi, sau lúc tôi mang thai nó, anh lại đánh tôi một trận đòn dã man như thế. Nếu hôm đó hai mẹ con bị anh đánh chết rồi, thì bây giờ anh còn được gặp con anh nữa sao? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi mà. Mặc cho Nam năn nỉ, xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý quay lại nữa. Bởi tôi biết một người lập trường không vững vàng như anh ta thì sẽ không thể che chở cho hai mẹ con tôi cả đời được. Và đau khổ lại tìm về tới thôi, một ngày không xa. Nên tôi quyết định tự nuôi con một mình. Nam không thể cứu vãn được mọi chuyện. Anh lặng lẽ ra về trong sự tiếc nuối. Tất cả mọi chuyện ra nông nỗi này là do anh ấy tự chuốc lấy. Dù anh ấy hối hận cũng đã quá muộn màng. Tôi biết nuôi con một mình sẽ vất vả, nhưng tôi không sợ vì tôi đã có bố mẹ tôi giúp đỡ tôi rồi. Không biết tương lai cuộc sống của tôi sẽ ra sao và tôi sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng hiện tại tôi thấy cuộc sống của tôi và con gái rất thoải mái. Đối với tôi, như vậy là đủ rồi.